Tất cả anh chị em đang xem livestream bên xe máy Hoàng Kiên nhá. Vâng, em xin chào tất cả mọi người nhá. Rất nhiều những cái xe hay, xe hot. Hôm nay hai chị em sẽ lên trên này like cho nó gọi là rộng rãi và nó nhiều xe hơn. Anh em cùng đón xem nhá. Cố gắng ủng hộ like cho hai chị em ạ. Đấy. Có một chiếc Vision bản cá tính mới tinh tươm anh em ạ. Hot ơi là hot, 187 km các anh nhá. Mua chơi Tết, mua xe không còn gì để mới hơn. Ngoài xe mới thôi anh em ạ, ngoài xe mới ra thôi, còn có 187 cây thì em nghĩ là chắc cũng không nhiều. Không có gì để mới hơn. Một chiếc lít mà 110 đã từng like rồi, hàng máy zin rất là chất. Hôm mua có đi đông bóc, bây giờ về dọn dẹp ngon lành lên hết để giao cho anh em đây. Anh em nào đón xem có 9 triệu một chút thôi. Rồi. Ablet 125. 12015. Rồi, bản màu 3D. Giá cũng dưới 20 là những cái giá rất là mới rồi. Rồi, 50cc dành học sinh sinh viên không cần và bằng. Ali, nhiều lan. Tống Ali ạ. Một chiếc Kway 110. Kway 218, giá cũng là giá yêu thương vô cùng. Phía xa xa là những chiếc Coupe, chiếc Kway và Viva. Đặc biệt nhá, em có một chiếc Novo SX. Anh em nhìn quả sơn zin pha đẹp chưa ạ? Hàng 2011 nhưng mà nó là siêu phẩm. Sơn zin, máy zin, rất là ưng ý chiếc Novo SX này. Định cho ra đầu tiên cơ, nhưng mà em đứt cất hơi sâu. Anh em nhìn màu đẹp, đẹp nhờ. Vâng, đẹp, đẹp, ơi là đẹp luôn đấy ạ. Zin hết, chất hết, cả đời đồ sần. Biển còn 868, quá đẹp. Vâng, và cũng còn rất là nhiều những cái dòng xe tiếp tục để cho Đức Bê Mâm mang lên. Để tiếp theo hai chị em sẽ giới thiệu những cái dòng xe trên vỉa hè này anh em nhá. Hiện tại là khu phố Chùa Hà đang dẹp đường để cho sạch sẽ các anh, các chú, các bác trên cấp, trên quận đi qua cho nó thoáng đẹp. Đi lễ, các bác đi lễ. Thôi không sao, mình phải ủng hộ các cái luật của nhà nước rồi các cái chính sách chế độ của nhà nước. Phải chấp hành anh em ạ, phải chấp hành nghiêm chỉnh cái luật đấy. Rồi, một chiếc Vision 187 km, anh quay gần cho em anh ơi. Anh em là 187 cây nhá. Rồi. Nguyên đôi gương, nguyên hai khóa. Chút em sẽ cho anh em xem cái hóa đơn ví phụ kiện khách đóng thêm là 1.600.000. Đây. Nguyên tiền hóa đơn. Anh Ngọc Anh Hà Giang chia sẻ bài giúp em phát nhá. Chút nữa em quay đây, em hết. Người mua là Tuyết Lan. Dán này, dán hôm sân này. Dán sân là 4 này, 200 này. Dán tem bọc khóa này, bọc yên này, thảm này, ốp ống này. Tổng là hết 1.600.000. 27 tháng 11 2013. Đây là hóa đơn của khách đầu tư vào chiếc xe này. Hết 1.900.000. Sorry anh em, 1.960.000. 1.960.000 các anh em nhá. Đấy, một chiếc 29BB. Rồi. Xe biển hai chữ cái đấy, hàng mới nhất. Đây, một chiếc có hơn 100 cây nha anh em nha, không có gì để mới hơn ạ. Vâng. Không có gì để mới hơn. Đây, mình nhìn này. Tóm lại nó là bản 2023, mới cứng, kính quang 187 km, bản đen sần. Không có gì để mới hơn anh ấy. Sổ bảo hành nhá. Tóm lại là không có lỗi. Thiếu thay dầu nhá. Tất cả các anh em lưu ý cho em là đầy đủ hết, full hết tất cả những cái sổ sách, sổ bảo hành như này. Đấy, thiếu thay dầu, các hóa đơn tính tiền đấy. Đấy, xe gần như full option rồi. 187 km thì còn gì để mới hơn được nữa đâu, đúng không ạ? Kính con nhỉ, yeah. Là rượu nhạt bán cho người nhỡ. Đúng là rồi, rượu nhạt bán người nhỡ. Giá thì là cũng không phải là rẻ. Nó là dành cho những anh em nào đi mua xe lướt. Những anh chị em nào đang có nhu cầu mua một chiếc xe mới thì chủ đã đầu tư tất cả tiền vào hết rồi. Từ dán ni lông này, từ bọc yên này, từ ốp bô, ốp sàn này, đều đi nốc carbon hết. Còn hàng rất thì nhà máy vẫn còn nguyên bảo hành, nguyên đai, nguyên kiện. Từ hai khóa đây, anh em có thể kiểm tra các cái khóa này. Từ khóa này, từ các cái lắp sàn này là cũng phải lắp vào đấy anh em nhé. Đấy, lắp carbon này là cũng phải lắp. Nhân tiện nói cái khóa smart key nhá, các anh em cố gắng dùng tránh nước cho em, vì một số trường hợp bị nước ướt vào, tất nhiên nó không hỏng ngay nhưng nó sẽ gây ra một số những cái hiện tượng chập mạch. Đặc biệt là lỗi cơ bản nhất của dòng này là hết pin. Em có một khách bị ngâm nước, sau đó là dùng cứ một tuần thay một quả pin. Đây là sự thật, anh ấy đến và xử lý hết hơn 200.000 cái khóa mới. Rất là tiếc phải thay bộ mạch, pin mạch. Đấy, cố gắng tránh nước cho em cái khóa smart key điện tử mà. Rồi anh ơi. Quay nốt bên này cho em. Anh em nhìn nó là 187 km thì nó có gì phải lăn tan không ạ? Đây. Nó như kiểu xe mới ra, mới cửa hàng mới ra, tem vẫn là sang. Dán ni lông cả xe anh em nhé. Anh em nhìn đồ đạc này. Đấy, ốc nhái này. Biển 29BB. Đấy, 00475. Bao nhiêu tiền anh Trần Hùng? Ok, cho ok anh nhá. Thôi, cả đồ đạc dọn tất vào rồi. Vẫn là hợp lý thôi. Mua cũng hợp lý, để cho anh em mình là 38 triệu. Rồi. 38 triệu một chiếc 2023. Bản định danh đấy. Anh Cường Lê Hà Nội giờ mấy giờ sáng? 10:30 rồi anh Cường Lê ơi. Chắc anh ở nước ngoài vậy ạ? Vâng. Con Novo giá bao nhiêu tiền? Anh Ngọc Anh chờ em xíu nhá. Quay Dream đi anh chị. Đấy, rất yêu thương, rất nhiều xe và yêu thương vô cùng em luôn. Em chào chị Dung và anh Thiệp nhé. Ok, Thắng Nguyễn. Bao nhiêu tiền? 38 triệu 500 nghìn hả em? 38 triệu thôi ạ. Bỏ qua cái 500 nghìn. Tháng 11 2023.
Em vừa nhìn hai mấy hay là mười mấy tháng 11 thì bây giờ là tháng 12, tức là xe tính ngày 183 cây. Đặc biệt là mình lãi cái bộ phụ kiện 1 triệu 9, coi như 2 triệu rồi chị. 187 km anh em nhá. Có hóa đơn đầy đủ. 38 triệu đồng. Đấy, tháng 11/2023. Vâng. Không có gì để mới hơn. Đúng là rượu nhà dành cho người nhớ, thực ra là dành cho anh em nào thôi cũng được cái là... không quan trọng. Vâng. Ví dụ anh em có thể biển tỉnh, anh em có thể tỉnh mà muốn mua biển Hà Nội mà thì cân đối cho em con này. Nó dễ rồi. Thì lấy cho em chiếc này. Đúng rồi. Cũng người ta kê hết ngon lành rồi, người ta làm ngon lành, đầu tư cả dán ni lông đấy, đang dán sần nhá, đấy dán lần Oppo nhá, đấy bọc ốp chìa khóa dán mất 6 lít đúng không? Vâng, em vừa đọc hóa đơn, có hóa đơn đấy, hóa đơn luôn à? Đúng, hóa đơn mà em vừa cho anh em xem trên rồi. Đây thôi, đấy. Vâng, hợp lý. Cũng không phải là 1 triệu 6, à 1 triệu 960 nghìn, đấy là tiền hóa đơn họ làm. Rồi 38 triệu đồng nha. Chốt cho anh em là 38 triệu, full hết nhá. Full option hết, full hết. Nhớ bảo anh em không tháo các phụ kiện ra nhá, không anh em nhìn này. Để nguyên như thế em ạ. Nhiều khi là bên em các anh em ạ, anh em này ít việc đúng không ạ, cứ thấy xe có ly lông là theo đúng robocon là bóc ly lông. Cứ thấy có ly lông là các anh em kỹ thuật bóc ly lông. Chủ vừa dán được có 3 ngày thì bóc làm gì đúng không ạ, ai chả có nhu cầu cần một lớp ly lông sần đẹp như thế. Rồi tiếp theo một chiếc xe lít anh em nhá, một chiếc máy xe lít cực kỳ chất, 110. Bộ sần zin đấy, sơn là dán ly lông cả xe. Có bóc ra thì có hơi sải tỉa một chút thôi, không đáng gì cả. Anh em xem cái tiếng máy này, máy cực kỳ yêu thương luôn. Đấy, anh em nhé, rất yêu thương cho một cái biển 12 lít 2011, nó là bản chân chống điện nhá, vành gồ chân chống điện đấy, nhưng mà biển 4 số, đời 2 cuối 2011 thôi, à đời cuối 2010 đầu 2011, sơn với Oppo thế này, đấy cái lớp sơn này. Không, con đấy không phải dọn gì anh ạ, con đấy có phải dọn gì đâu, con đấy chỉ cần gì. Rửa qua và kê lên thôi. Đúng là kê cho các anh em luôn. Đúng rồi, em mất có đúng 50.000 tiền gờ đã, thôi cái tính đấy, tính tròn 38 triệu chiếc đấy. Rồi sang một chiếc lít bản chân chống điện. Máy chất lắm. Chất chứ, máy cực chất luôn, nhưng mà là chất máy zin mà. Những cái số sần này anh em nhìn kỹ cho em. Đây nó hơi phản ánh sáng thôi nhưng mà vẫn nhìn thấy đấy. Chưa có sơn, sần này là còn nguyên đấy. Máy sần zin rất là đẹp. Có cái để sàn này là anh em đó có spa qua này. Hàng vành gồ chân chống điện. Hai gương vẫn còn. Đây, cốp vẫn chưa có sơn xi cái gì đâu. Nguyên X-Size hơn chục có. X-Size 135 ạ. Cho chị vài con X-Size. X-Size 135. Rồi, 35, chiếc này hàng máy zin nhá. Sơn có tỉa toát một chút thôi. Vì bóc ni lông ra mà. Đây, có tỉa toát một chút. Hàng khoa đẹp chưa? Anh em nhìn thấy đẹp đúng không ạ? 9.200.000 cho biển một 12 chiếc T1 anh em nhá. 75 lít 28 chân chống điện. Giá 19.200 biển 12 cũng là rất hợp lý, anh em qua xem qua cái đồ sần. 2010 mọi người ạ, 2010. Đúng rồi, nhưng mà đấy, nó là đời chót, đời của chân chống điện. Đấy. Lên chân chống điện rồi nhỉ? Vâng, đấy, chân chống điện mà. Hết lên chân chống điện rồi 2011. Cuối 2010 đầu 2011 là ra rồi, không sao, nó giao thời ở tháng 10 2011 à tháng 10 2010. Rồi, cuối cùng đời cuối cùng của bắt đầu là đời đầu tiên của hàng vành gồ chân chống chắc điện. Chắc chắn lốp trước lốp sau chủ 9.200.000. Đúng rồi. Với anh em không quan tâm về biển, nghiên cứu cho em chiếc này. Các chị em chạy đường trường, chạy xa hay là đi dịch vụ, hay là những cái người chạy chợ để đồ trong cốp, cân đối cho em rất hợp lý luôn. Máy nó zin mà, chạy nó zin. Anh em lấy không phải làm gì nữa luôn, lắp gương có trong cốp, đổ xăng là lăn bánh. 9.200.000, hợp lý chưa ạ? Tí cho chiếc Novo SX xuống nhé. Con xe đạp cổ 16.500 anh Thuận Nguyễn, con đấy bán rồi anh ạ. Bán rồi anh ạ. Vâng, con đấy em bán ngay, cọc ngay cái hôm livestream đấy là bên em cọc ngay rồi. Anh Cường Lê, nhà bác mình 14 Lê Đại Hành. Vâng, em chào anh, cảm ơn anh Cường Lê nhá. Vâng. Anh Nguyễn Trường Vision bản cá tính à em? Đúng rồi anh ạ, bản cá tính đen sần nhá. Cá tính nó có hai bản, đen sần và xanh sần. Bản đấy nó đang là bản cao nhất đấy anh. Doanh nghiệp Hoàng Kiên ai nói cũng có duyên. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Rồi, chào cảm ơn tất cả các anh em trên hai fanpage của xe máy Hoàng Kiên đang ngủ. Vâng. Hai chị em anh em có thể chia sẻ like comment để cho nhiều anh em biết đến, cũng như những nhu cầu của anh em để chị em có thể kịp cập nhật ạ. Anh Hoàng Triều rồi, tiếp theo anh em nhá, một chiếc anh Hoàng Triều bảo là Hoàng Dung không đẹp mà có ngoại hình mặc đẹp đấy, ý em là không biết là không, đấy là câu khen chính xác đấy, chê trước khen sau thường là khen. Anh thẳng vấn đề thế anh, em rất thích đọc những cái comment kiểu như thế, anh cứ comment thì anh đọc comment thì em đọc to luôn. Anh chê em xong rồi là anh lại khen đúng không? Thôi không sao, thực ra là thôi em cũng lên để em bán xe trên này, cũng giao lưu tất cả anh chị em, nhưng mong tất cả anh chị em yêu quý em là được rồi. Anh khen như thế là mỗi ngày chị mặc lên đồ liên tục để phục vụ anh em đấy, gâm làm như là chị ấy lắm. Sáng một vàng set, chiều một set luôn đấy nhở. No, chưa mà ra bán hàng thêm set nữa. Ừ rồi, một chiếc lết 2015
ơi. Em nhớ là bản 2015 là đời cuối cùng của bản con nít 8.500 được không? 9.2 anh 9.2 anh ạ. Nói chung là nó là xe đã dọn dẹp phun đồ rồi, đẹp rồi, nên là cái công cán thợ thuyền vào nữa nó cũng có rồi anh ạ, nên là giá đấy là hợp lý anh nhá. Vâng. Một chiếc Blade bản 3D 2014, thường là 3D xanh này là cuối 2014 thôi. Cảm ơn anh Nguyễn Hiền rất là nhiều ạ. Sang Denson nữa mới là 2015. Fan khách hàng cực kỳ là yêu quý bên xe máy Hoàng Tiên. Con này biển E đống đa nha anh em nhé, biển 29E1848. Tháng 10 2014 các anh chị em nhá. Bản 3D, anh em nhớ cho em bản 3D là đây này. Nếu mà nhìn anh em nhìn được, nhìn nó có một lớp vân vân này, vân vân nhưng mà sờ không thấy. Đấy, nhìn thấy nhưng sờ nó không có vân gì cả. Nó là bên trong chìm. Đấy, về cơ bản những cái lớp 3D này là tất cả các cửa hàng sơn của Việt Nam là chưa sơn ra được 3D. Chỉ có thể là mua thay hoặc là sơn thì nó về một cái mặt phẳng lì xanh như này thôi, hoặc bạc này thôi, chứ không thể xen kẽ nhau được. Hoặc là chi phí sơn nó quá đắt mà thị trường em chưa cập nhật được, nên hiện tại là chưa sơn được bản 3D ở với thị trường xe cũ của em. Nên là cái nước sơn này anh em cũng có thể cam kết luôn với các anh em là các sơn yếm đều là sơn zin hết, sơn zin hết anh em nhé. Cái dòng 3D rất dễ nhận ra một lớp sơn zin. Đấy. Rồi lớp sơn zin hết. Đấy. Hàng sơn zin. 3D 2014 máy 125, hàng của LED. Đấy. Hai thụt nam giới đi đúng không? Cốp rộng, trẻ trung, thể thao, đi chơi Tết, đi chơi xa, đi làm cũng được, đi công vụ dịch vụ đều ok hết. Rất hợp lý nhá. Giá em cũng để ra giá like hơi hợp lý thôi, 19.500 bao cả dọn luôn. Anh em thấy những cái chiếc LED đời 2014 mà là bản đứng sau mỗi bản Denson của 2015 thôi. Bản 3D nó là bản đắt nhất nhì rồi, thua một bản Denson, nhưng mà là của 2015 nên xe 2014 là đắt nhất trong 2014. Giá em cũng để rất hợp lý, 19.500. Một chiếc biển Hà Nội, anh em nhớ cho em là biển Hà Nội nhá. Thành phẩm dọn dẹp từ những chiếc lốp này cũng đã được coi như chủ thay nó đầy dặn đi lại con này hết rồi, đúng không ạ? Càng này, sơn này, pha này, còi đèn xi nhan hay là hệ thống công tơ mét hay là những cái chức năng phụ kèm theo như phanh trước, đèn hậu, xi nhan đều đã ngon lành hết rồi. Đấy, yên này em cũng đã chủ trương bọc, đầu tư bọc lại một lớp yên. Đấy, yên này đẹp, ngon lành hết, tay sách đá sơn. Các anh em mà có nhu cầu là lấy về chạy thôi, không cần phải đầu tư gì thêm nữa. Được cả quả gương của hai LED 2016, rất hợp lý các anh em nhá. Đấy. Rồi, anh em có nhu cầu những dòng xe nào có thể lên để hai chị em cùng được biết nhá. Cảm ơn hơn 300 anh em bên Bến Đỏ nhá và hơn 200 anh em bên Bến Xanh. Vâng. Anh em có thể chia sẻ để hai chị em được nhiều người biết đến nhá. Em cảm ơn nhá. Chị vừa đập cái tên móng tay là đau quá. Honda. Ok, rất nhiều comment em sẽ đọc nhanh ở bên Bến Xanh chút nhá. Anh Đông Ngô Honda 50 có loại chim bạc má không? Có luôn anh ạ, em có hai chiếc. Hàng 81 bạc má 91 96 đúng không anh nhỉ? Giá một chiếc hơn 20 và một chiếc có 10 hơn 10 thôi. Anh có thể 10 17 em nhớ hai chiếc. Anh nhá, anh có hỏi hotline hoặc chút ra 81. 81 50. Rồi. Anh Hải Anh đờ zin Việt nào tầm 30 đến 40 triệu. Em có một chiếc zin Việt anh ạ. Anh có thể bảo các bạn online gửi ảnh anh nhá. Đã bổ xẻ anh Đinh Công Thắng con lít 85 được không? Không được anh ạ. Rồi, cảm ơn tất cả các anh em. Có xe 56 triệu không anh Tòng Phượng? 56 triệu anh có, em có anh ơi. Silus, tí nữa em ra một chiếc Silus hơn nó vẻ hơn ta hơn 7. Hello Lê Cường, hello tất cả mọi người nhá. Ở để đấy đi. H4 còn không? Anh Nguyễn Văn Lợi. Anh cho em cả cái biển sau nữa được không? Đúng rồi. Nguyên từ H4 thì hơi khó. Trước này chúng tôi em like một lần rồi. Đấy, nhấc cái tay sách khó là em nhớ rồi. Hàng nó là tay sách nhựa. Con LED 2016 đấy giá bao nhiêu? Con đấy là 2014 anh Vũ Vũ ơi. 19.800 ạ. 19.500. Rồi, 19.500 là một chiếc chiếc LED vừa rồi nhá. Rồi, có sang xe VinFast không thiệp mà em này đang hết VinFast anh ạ. VinFast em cũng về đều đặn thôi, không về liên tục nhiều đâu. Anh Trần Thanh Tùng có Dream lùn chưa? Dream lùn rồi, chưa mua được anh ơi, con này chưa mua được ạ. Cho mình xem qua con Dream Việt. Vâng, tí nữa em sẽ ra xin Việt và 81 anh nhá. Sẽ ra lần lượt ạ. Trước mắt thì do hôm nay là đấy em cũng trao đổi lúc đầu là không bày hàng ở dưới được. Rồi. Nên là rồi. Sẽ túc tắc. Một chiếc giữa hơi khó đấy. Cúp 50cc dành học sinh sinh viên không cần bằng nha anh em. Tay sách sau là tay sách nhựa nhá. Anh em nhấc để lưng trên giống giữa cũng cân đối, nó sẽ dễ bị gãy. Anh Hòa cháu con Amlet nãy bao nhiêu tiền đó? Con 19.500. 19.500 2014 ạ. Anh ơi, quay gần cho em một chiếc cúp đi, 50 hàng của Tống Ali của chị Dung. Bản nhiều nan. Tâm dày. Rồi, biển 14. Rồi, anh em Quảng Ninh. Thực ra những dòng 50cc này anh em chẳng quan trọng biển đâu mọi người ạ. Đúng rồi ạ. Mua cho các con đi học thì thôi, cứ quan trọng là chất lượng xe. Hiện tại xe đang nổ nhá mọi người nhá. Biển 14A038556. Đấy, xe màu xanh tím. Đúng là
tạo điều kiện để các cháu có nhu cầu đi xe trong giai đoạn này thì giá em sẽ xuống thật hợp lý thôi. Đấy. 8 triệu nhá. Anh em có tin được không? Các bạn tăm dây mà giá còn có 8 triệu. Thật sự là những cái giá này là rẻ bằng các bạn tăm thường rồi. Em vẫn nhấn mạnh là đèn led 2 tầng cúp Ali đúng không ạ? 8 triệu thôi. Anh em nào có nhu cầu lấy cho các cháu nhà mình đi học hoặc các bác đi lại ở quê mà cần những cái phương tiện đi nó đơn giản trong phố hoặc ra chợ đưa cháu đi học thì có thể nghiên cứu mẫu này giúp em. Không Tống phải. Ali anh ấy, hàng Tống Ali. Xe của 2019 nhá các anh em nhé. Từ các cái đằng sau này nguyên bản nó không có cái mút này đâu. Bây giờ nó đầu tư thêm để line nó êm hơn đấy. Đấy. Hàng nó là đây đều là những cái zin hết đấy, anh em. Đấy. Tất nhiên là đây nó hàng liên doanh thì thôi mình cũng không quá cầu kỳ. Nếu nó có thay thì cũng càng tốt thôi. Nhưng mà nó liền xe thì là chủ cũng là giữ cẩn thận. Ừ. Chứ còn anh em mà sử dụng một chiếc xe liên doanh mà bảo là mất đồ rồi thì cùng lắm là họ thay cái đồ liên danh lại từ đầu và càng mới càng tốt. Nếu tốt ra ông nào thay mà có tìm đồ tàu ông có thay đồ Honda cho mình thì cái mất lại là cái hay đúng không ạ? Đây là những cái một trong những cái dòng xe mà mất đồ rồi hoặc bị thay đồ rồi là nhiều khách lại còn mừng. Em mua nhiều chiếc cúp mà thay hết đồ Honda vào em mua cao hơn cả giá xe cúp mới. Tại vì họ thay rồi nó tốt, phụt Honda, bành Honda, tất cả cho đều anh Honda. Xem con là tốt. Rồi, 8 triệu 2019. Quay Ali biển 14. Biển H4, nguyên pha biển H4 á. Bên pha H4 đời không H4. Lấy đời cao ấy, lấy đời thấp. Em không biết con nào anh nhé. Nguyễn Văn Lợi anh phải cho em cả cái biển số xe cơ. Con S1 màu đỏ tầm 30 đến 40 triệu không anh chị? S1 tiếc quá nhỉ, trước kia em vừa mới bán hôm qua cũng màu đỏ, còn lại màu khác được không anh? Về cơ bản là màu trắng, màu xanh, màu đen. Hôm nay em cũng có ý định ra S1 màu trắng và màu đen. Anh nhớ thì anh cân đối hai màu đấy xem sao, còn nếu về màu đỏ thì em lại chỉ còn bản đỏ Sport là những bản đỏ đời cao hoặc là những xe 2021 của CVS thì nó 56 cho đến 60 hai chiếc đấy thì nó hơi vượt giá của anh đúng không ạ? Anh lấy những form 2014, 15, 16 thì em có những màu trắng và màu đen, anh cân đối nhá. Rồi. Tiếp theo một chiếc mà nó mang XSize hơn chục triệu thì anh em nó mang XSize hẳn đời 2021 hay 2022. Có nói chuẩn vào tai không để nghe rõ chứ nếu mà nói nhầm là hơn chục là thành hơn 40 ngay. Em Đức đấy. Thì em là nghe nhiều khi là phải có sự nhấn mạnh. 155 anh em nhá, này tôi không sao. Ôi cho chị mấy con XSize 150 hoặc 135 hơn chục. Đã bảo rồi à. Đấy. Nói to anh em ạ. Anh em chắc là bên nghe mic bên em mà nói trên mic thì chắc anh em phải volume xuống còn 40 thôi, còn volume của em hơi to. 155 nha anh em nhá, bản đen sần VVVVA. Đấy, biển số này quay cho em cái biển số luôn anh ơi. Biển đời số 2021. Vâng, 2021 mua là 36.500 rồi. Mới của nó vẫn là 50.5 đấy các anh ạ. Bản Smart K, hàng 155. Đấy, hàng nó là bản đắt nhất bây tính đến thời điểm hiện tại. Có thể là giai đoạn này họ đang xa một cái mẫu mẫu của ABS thì em cũng chưa nắm bắt được là cái mẫu ABS nó như thế nào. Thực ra thị trường xe cũ chưa xuất hiện. Thì đây là một cái mẫu cũng là rất là mới. 155 Smart K 2021 bản đen sần đắt nhất. Vứt cho Tiến rửa từ đôi lốp này. Các anh nhìn dày dâu. Mua 365 rồi. Thôi cộng 1.5 triệu thôi. Exciter và NVX thì sếp vẫn có thông báo xuống là cố gắng làm sao giá hợp lý để anh em dễ chơi. 5.200 cây. Anh em hình dung một chiếc xe mà đúng không ạ, hơn 30 mấy triệu mà em cũng có cộng 1.5 triệu để mà nói hơn 5.000 cây anh em đã mua rẻ hơn mới 10 mấy triệu cả đăng ký. Để mới anh em nhá, 50.5 cộng với đăng ký biển Hà Nội vẫn phải là 57-58 mới ra được xe. Bây giờ anh em bỏ ra là lời gần 20 rồi. Tương đối là những cái xe 5.000 cây mà lời mức độ đấy thì Honda không bao giờ có. Chỉ có thể để Yamaha. Giá rất hợp lý rồi. 155. Ưu điểm nhưng cũng là nhược điểm. Vì cái dòng này thiết kế đang bị một số những anh em dân chơi chê. Cái này em cũng không biết có đúng hay không. Thì các anh cùng nhận xét nhá. Thì cái bản thật ra này là chất lượng đi thì vẫn là ok mọi người. Chắc chắn 155 nó dung tích còn cao hơn cả 150 mà. Cái hình dáng của nó thì có nghĩa là cái form thời trang của nó không có nhiều thôi. Mỗi không người có thẩm mỹ form thời trang thôi. Chính xác. Nếu mà anh em chê thì không nói, còn những anh em mà thích thì vẫn chơi được đúng không ạ? Còn về thiết kế và chất lượng về chất lượng và giá cả là em khẳng định với cái giá 38 triệu mà em bán ra cho một chiếc 155 đen sần ABS rất hợp lý. Anh Vũ Ngọc Tú đang bảo ấy SH150 ABS 150 hình như em còn 125 là nhiều, 150 ABS không còn con nào đúng không? Xe đúng không? Chiếc bạc má nhá, chiếc bạc má. Em Đức này cũng phải truyền đạt nó kỹ một chút chứ không là ra gọi một đằng này ra một nẻo hết. Rồi, chiếc này thì mua của anh Sáng, thành công cũng có và thất bại thì vẫn còn. Hai chiếc, một chiếc 50 và một chiếc 81 hơi 70. Hàng biển 13. 13 là hàng Bắc ngày xưa đúng không ạ? Đấy. Cũng là một thời hàng máy zin anh em nhá. Chờ chút Hùng Ngô nhá, có đấy ạ. Có nan đồ và nhựa thì anh em cùng xem, nó là mộc chế có thay, mất yếm. Mua của anh Sáng là 21 triệu rồi. Bật em quá. Vẫn nhớ. Bây giờ
Sếp con đã lần nào cộng thấp nhất chị nhớ không? Không nhớ. Nổ ra. Em vẫn phải cộng theo quy định anh em nhá. Hàng nó cổ, hy vọng là dành được cho những anh em nào có nhu cầu sưu tầm một chiếc cúp 81 hơi 70. Đấy, hàng máy zin, đuôi là làm rồi, em nhớ đuôi làm rồi. Chính xác là bên em làm luôn, mua 21 còn làm đuôi đâu đó 800 một triệu gì đấy cơ. Đấy, đầu bò là một bạn kỹ thuật tẩy nên nó bị bay mất mốc, có bị phạt rồi. Đấy, đã thay là anh sáng làm. Đấy, chi tiết là như em tả cũng rất là chuẩn rồi đấy, tương đối là chuẩn lịch cho sử anh em của, rồi đấy. Của xe có ở nhà em. Thành công của ánh sáng là hơn 10 chiếc thì thôi bán được 8 chiếc thì 2 chiếc còn lại. Không vào trong nhà. Sẽ là thất bại 2 chiếc, thất bại rồi, giờ này cũng không có hòa nữa, chắc là thất bại rồi. 21 triệu. Tiền làm đuôi, tiền dọn và tiền các thứ là chưa có tính toán gì thêm. Thôi cứ chốt cho anh em mình là 22 triệu. Cộng 1 thôi nhá. Hàng là máy zin, nhấn mạnh một lần nữa nó là cúp 81 hơi 70 máy zin. Anh phải quay kỹ thôi, còn trông quan thấy rồi. Nên thôi nhấn mạnh thêm là hàng đầu bò. Khách hàng rất khuyến khích các anh yêu xe cổ có thể cân đối mẫu này để về mình đầu tư, mình dọn dẹp lên theo ý mình để nó lên nó vuông một chiếc 81 đẹp nhá. 21 cộng 1 thôi. 22 triệu đồng nha anh em nhá, một đó. Chiếc cúp 81 nhưng ông anh nào nãy đang bảo là 81 cái gì bạc má à? Bạc má ở trong nhà cơ. Ở đây à? không vâng, không phải hai chiếc này. Chiếc 381 bạc má là 96. À, con này biển 13. Vâng, của ánh sáng mà. Rồi tiếp theo một chiếc Winner X anh em nhá. Tránh trường hợp chị Dung bảo là nó đánh nguội. Không đúng đấy, hôm nay là anh em mình cứ phải tuân thủ cho nó đầy đủ. Đấy, làm việc cứ các bóng bác đá gọi là đánh nguội đấy. Bây giờ anh em là cứ đi xong bắt đầu là lúc sau để bả cho ảnh. Bác cái hóa đơn vào mặt. Bảo em có để xe đâu? Đây này, ảnh này. Đấy, bả đi. Một phát và hóa đơn vào mặt, thế là mất cãi. Rồi một chiếc Winner X anh em nhá, màu đỏ. Nó là đỏ sần đấy ạ. Chạy con ra. Tuyển Việt Nam The Gym đi. Vâng ạ, chút em lên The Gym nhá. Anh nhóc con chốt. Vâng, anh chốt con nào anh nhắn với hotline giúp em. Con The Gym nào dưới 15 triệu không? Anh Phạm Mạnh. Có luôn anh Phạm Mạnh ạ. The Gym dưới 15 em còn tới 2 chiếc, có một chiếc hơi đuối thôi. Có dịp về Hà Nội sẽ ra cửa hàng xe máy Hoàng Kiên. Vâng ạ, anh Cường Lê nhá. Bọn em rất là hoan nghênh và ủng hộ tất cả các khách hàng có nhu cầu ra trực tiếp 52 Chùa Hà để giao lưu với cửa hàng em. Rồi. Rồi con này nó là CBS Winner X anh nhá. Bản đỏ sân. Đấy, 2019 ạ. Đỏ em sân. Nhớ mua là 29 triệu, chắc không phải xem hàng có là hàng danh sách đỏ rồi. Danh sách đỏ thì là có nghĩa là mua ở những cái giai đoạn cũng ngút ngàn. Hot hit. Xe thì đẹp đấy anh em ạ, có hơn 3.000 cây chuẩn chỉ vẫn còn đang dán lớp sần đỏ. Anh em nhớ quay gần cho em những cái ốc này, anh quay gần cho anh chi tiết những cái ốc trục này, những cái ốc này. Đấy, anh em nhìn những cái ốc này thì mọi người biết là nó xe nó rất là mới, tại vì là thực ra là bên em mua về không đi. Đây rồi anh ơi, đây. Báo động đỏ không đi mọi người nhá, mua về được hơn 3.000 km thôi. Đây. Đấy anh em nhìn này, những cái ốc tay nắm tay cầm này rất là đẹp nhá mọi người nhá, bản sần này. Sần rất là đẹp này, hiện tại xe để trong nhà nó bụi bẩn thôi. Cho em chiều nay em cho giỏ rửa hết lại. Đấy. 2019 thôi mọi người nhá, nó là đỏ sần biển 29V3. Anh Trọng Đỗ xuống giá đi à? Vâng anh nhá, em mua 29 rồi, xuống thực ra là cũng làm sao để thật sự là một mức cân đối sẽ xuống nhưng cũng phải nằm trong cái mức độ kinh tế một chút anh ạ. Thực tế là giá thị trường là một chuyện nhưng mà nó cũng có một số những cái ưu điểm, như là thứ nhất xe đẹp, thứ hai là vẫn có một lượng khách hàng nhất định đam mê con Winner VX này, nên là kể cả V1 vẫn có một lượng khách hàng đam mê, nên là cái cửa bán của bên phía cửa hàng của em vẫn còn một cái cửa nhất định, đấy là dành cho những khách hàng đam mê mà xe lại hết hàng thì thôi lúc đấy khách cũng phải thông cảm, giá mới tuần đấy nhưng thôi do nó không sản xuất dòng này nữa mà tao lại chỉ thích dòng này thì bọn em vẫn còn cựa quậy được đấy. Nên là vẫn có thể là một số những cái xe thật sự là bên em đã giảm, cũng là thật sự bản thân đã lỗ, nhưng mà khách hàng cũng đã được ưu ái là cái xe nó tốt, xe nó chất, so với mặt bằng không nói, còn so với cửa hàng em là đã lãi so với cửa hàng em rồi. Nên em mua 29, tôi em cứ chủ động xuống để cho anh em mình là 29 tròn. Vì nó đẹp, vì nó chất. Đấy ạ. Mua 29, bán 29 vâng. Là lỗ Win nới. Đúng anh em. Đã anh là... em so sánh với bản V3 thì đúng là em đồng ý là bằng. Có cái bản V3 em cũng bán 295 thôi. Nhưng mà nhiều anh em lại thích V2 thì thôi để em dành cho số ít để thích V2 nhá. Đơn giản lắm. Nhìn này. Ai sợ. Đầu con đã đẹp được đâu như thế. Vâng, anh bình tĩnh sống, anh đang bảo là Thiệp có học qua khóa đào tạo K9 nào không? Chắc là em nó cũng học qua trường đào tạo lớp em là bên kỹ thuật cơ các anh ạ. Nếu mà để gốc là K46 của kỹ thuật cơ, chứ còn cái
em cũng chưa nắm bắt được. Rồi. Thiên về kỹ thuật nhá, nên nó hơi khô khan một tí nhưng mà thật. Thế thôi, các anh em thông cảm, vì kỹ thuật mà sai một tí là thôi xe nó lạc gõng xuống rãnh ngay, hoặc là điện em về điện nhầm một tí là hai con này xong rồi cho mấy con này xuống. Tắt cầu dao mà đèn vẫn sáng. Giật áp mà đèn vẫn sáng là chết ngay. Đây là điện nó chuẩn, nó hơi khô khan tí, các anh em thông cảm. Rồi. Rồi, rất là đẹp, thật sự là đẹp. 29 triệu. Anh rồi, em... 29 triệu đồng nha anh em nhá. Miền một chiếc Winner kia rất là đẹp đấy ạ. Đúng cái góc này, chính là lên cao có cái điểm hay nhìn. Anh Hiệp Thắng đang bảo là 25 chốt anh Hiệp Trắng. Ra là các cái giá của các anh đưa ra là bọn em sẽ ghi nhận. Vì thực ra với 25 triệu anh mua một chiếc Winner X bây giờ cũng là hoàn toàn bình thường. Trên nhà em có cả cái bản đường đua. Hôm qua em like có 24,5. Đời 2021, mới hơn đời này. ABS, đúng không ạ? Nhưng mà nó cũng là liên quan đến chất lượng. Thực ra để mà lỗ với mức độ như thế là cao quá anh ạ. Khó. Nhiều quá anh ạ. Không, lỗ không cựa quậy được nữa. 5 triệu con em bình thường 29 triệu là 29 là anh phải tính cho em để ở nhà đúng không? Công dọn, công rửa, công mua, công bán. Đã lỗ rồi đấy ạ. Nó phải thành 30, thế là lỗ như thế rồi, là rồi anh có ZX không? Em hiện tại đang không còn ZX, ZX nhanh Long Trắng, nhanh Long Nguyễn nhá. Đây một chiếc rồi, hàng 50 đây. 81 50. Hàng xe anh dọn sạch rồi. Hàng bạc má mà các anh hay có nhu cầu thích đây. Ờ được cái đầu bò này đẹp nhỉ. Đầu bò này đẹp thế. Đây, ra máy ra miếc. Sơn su. 29 FA, hàng 50cc. Đấy. Của những năm 96 các anh nhá. Rồi. 6130. Sạch sẽ rồi, ngon lành cành đào hết rồi. 91 chiếc này 91 thôi. Bánh bánh tam nan này máy ơn hơi rôm rôm một xíu mọi người nhé. Bô bèo cũng đều đều thôi. Đều đều. Được cái là ra máy ra nước các thứ. Duy nhất cái đầu bò nó rất là đẹp, mốc đẹp. Đấy đồ đạc đều theo xe. Rồi. Tháng 11 1996. Rồi, tháng đăng ký là tháng 11 1996. Màu xanh 50cc. Mua là 19 triệu cộng 2 triệu. Đấy. Để nó cũng có lo dọn rồi. Thực ra là vành nan là đã vào rồi. Đấy. Cái là nhìn cái tổng quan cả một cái chiếc xe. Trông nó đều xe rồi, nó đều. Lườn lóc là vẫn còn, đuôi vẫn còn. Đấy, những anh em mà chơi cúp thì phải tập trung vào đuôi đúng không ạ? Rồi đây. Tem đây. Đặc biệt là cái đuôi này. Đấy, hôm đấy em có gửi ảnh xếp thì xếp vào nhìn đuôi vẫn còn được. Thì cố gắng hớt vẫn còn. Anh Trọng Đỗ đang bảo em Dung từ ngày làm MC thấy dịu dàng, phơn khỏi đi bán. Thực ra còn. Là con gái mà buôn xe nó là khô là cứng rồi anh em ạ. Nên là anh em thông cảm. Có rõ đúng không ạ? Vành nan nhá, nhũ, rồi còn được nhựa, lườn lóc đuôi. Đấy là những cái còn được đôi ra máy và có nhẹ rồi, đôi ra máy này nó có cốt nhưng mà đầu bò. Đấy, nhấn mạnh anh em quả đầu bò. Nổ máy cho anh em nghe nhá. Dèo, nhẹ như lông hồng. Quá hợp lý đúng không ạ? 21 triệu thôi. Anh em nào có nhu cầu thì chơi một chiếc 50cc. Đấy. Đi chơi cũng được. Và những cái bác mà có nhu cầu đi phân khúc vận tốc, gọi là đi dung tích xi lanh ít thì cân đối mẫu này. Đấy. Không phải sang cái mẫu liên doanh thì nó hay dầu gióng học sinh. Thì các bác lớn tuổi đi chậm, đi đưa cháu đi học, mẫu này rất là thịnh hành. Đấy. Hầu hết giờ nhiều các anh thành công ấy là các anh cũng hay mua những cái xe về có thể biếu bố biếu mẹ. Bản thân em cũng là người như thế thôi. Jim, bố em thích Jim. Đấy. Cũng muốn tìm một chiếc thì các anh có thể cân đối mẫu này. Vì những cái mẫu này các bác thì rất là ưng và thích. Nhiều khi là để ở đây có thể nó bụi bặm nhưng về tay các anh em hoặc các bác giữ xe nó lại mỡ lại mọng, nhìn nó lại yêu. Lên yếm Jim, lên gương Jim, làm cái giỏ đằng trước nó nhìn nó khác hẳn ngay, nó cân xe nó đẹp lắm. Anh em nhá. Đấy. Vì tổng quan những cái đầu bò này, những cái da máy này, sơn này này nó còn và nó vẫn còn có hồn. Đấy nên một chiếc cúp 81 năm 96 bây giờ giữ được như thế này với cái giá này hợp lý rồi. Lít ngon nhà em nhiều anh ơi. Lít ngon nhà em nhiều lắm. Em đang trên tầng 2 nhà em nhiều lít lắm. Rồi đây một chiếc xe phải nói cũng là hàng muốn nhấn mạnh ngày hôm nay. Đấy, đời 2011 thôi. Duy nhất còn có còn đẹp nhất. Rẻ lắm, ngày xưa các anh ạ, mười mấy triệu cho một chiếc đẹp. Cái lớp sơn zin nó cực kỳ yêu. Vâng. Sơn zin tem zin. Sơn vành bánh tam na này giá cực kỳ là yêu thương mọi người nhá. Cái màu nó cũng là màu yêu này, màu và kiểu màu vàng đồng ấy. Đấy, rất là yêu thương luôn. Một chiếc Novik biển 98M1383 0 3868. Rồi, đẹp. 68 đầu 98 và đuôi 68 đúng không ạ? Toàn thấy 68 83 thôi, em nhìn cả xe không thấy số 4 số 7 nào hết. Đấy. Máy chất không anh em? Hàng là máy zin, sơn zin anh em nhá. Rất là ưng ý một chiếc Novo SX sản xuất là 2011, đăng ký là 2012. Anh em nhìn này, giá em sẽ để ra kỷ niệm anh em hôm nay. Thực sự đã. Là rẻ, rẻ xong. Ơi là rẻ luôn. Mấy 8 triệu, anh em có tin được không? 8 triệu cho một chiếc Novo SX nhá. Anh em nhanh tay giúp em. Hàng tem zin này bây giờ mua không có, phải đặt 4 tháng mới ra anh em nhá. Và 1 triệu 1 một bộ.
Anh em nào trong nghề có thể nhớ cho em Novo với cả Exciter hàng Yamaha. Đặt riêng Exciter còn dễ, Novo nó còn khó nữa cơ. Đấy, nên là những cái nước này anh em phải giữ rất cẩn thận. Chủ là dán ni lông em bóc ra mới được ấy. Đấy anh em nhớ máy đẹp nhờ, con này rất là đẹp. Sản xuất là cạnh tranh với Ablade. Bản thân những chiếc led đẹp đời như này bây giờ cũng không còn nhiều. Đấy. Trong nhà em có một chiếc Novo cũng form này, dáng này, biển 36 màu xanh, em bán có hơn 7 triệu thôi mà còn tận 24. Đấy. Sorry, chiếc này là 22 từ được sản xuất cho đến đăng ký nhá. CE mà, anh em nhìn số khung này là CE này, giờ em mới ngó. Nhưng mà đăng ký tháng 1 2012 thì em nghĩ là tưởng là sản xuất 21, zin hết này. Wow, từ cái đường viền nhá, cái lớp cao su này. Anh em nhớ cho em đây là lớp cao su để bảo vệ chống nước vào trong đấy, vẫn còn zin hết luôn. Đâu. Con này đẹp đấy, con này ok. Tất cả 2012, 2012 đến tận bây giờ rất, mà rất hợp lý. Cái quá hợp lý cho một chiếc Novo này. Này. Form dáng này rất là đẹp mọi người nhá. Giá thì cực kỳ là yêu thương luôn. Một chiếc Novo SX 8 triệu rất hợp lý, màu với cái đẹp mọi người nhỉ? Hợp lý tiền nhá. Màu này rất hợp với anh em mệnh kim này, vì nó là thổ, kim thổ. Đấy, màu rất là hợp. Gì nhỉ? Anh em này Phạm Vinh cho số điện thoại, cho xin số điện thoại. Anh ơi anh cứ liên hệ trực tiếp với các bạn nhân viên bên em nhá, tại vì là anh số điện thoại em đang để ở trên đấy ạ. Winota. Winota em còn một chiếc 20 triệu còn anh ạ. Bạn. Vẫn còn ạ. Chào Vũ Hoàng nhá, SSD rồi em quê Bình Thái. Anh Vũ Đình Phương. Hai chị em like rất có duyên. Vâng, em cảm, vâng, cảm ơn anh Vũ Đình Phương nhá. Rồi nhá mọi người nhá, anh một Nguyễn, chiếc chị Nguyễn An, tờ zin lùn yếm. Zin lùn em đang không còn ạ. Đang hết mất zin lùn. Blade 125 2014. Anh ơi, Blade 125 2014 là 19 triệu 500 anh nhá. Cả dọn dẹp xong xuôi hết. Vâng, anh Vũ Đình Phau Phượng, chào công ty Hoàng Kiên. Em dạ, chào tất cả các anh em, cũng là có thể nhiều comment mà hai chị em còn thiếu chưa đọc được. Thì mong các anh em cũng có thể nó bị trượt comment anh em ạ, hoặc còn bị ẩn. Nhiều khi bọn em bị ẩn bọn em. Thoảng em mới dở ra được thì nó lại bị không lên được thấy tới nơi nữa. Có Blade Thái không shop ơi? Hay A Blade Thái. A Blade Thái em có. Còn A Blade Thái còn một chiếc. Quê Thái thì có khách lấy rồi ạ. Em like ngày hôm kia thì hôm Novo kim phun chưa? Phun rồi. Phun rồi anh Kim ơi. Novo 4 là Novo lớn, chưa kịp phun. Novo 5 là đằng Novo sau con... bao nhiêu tiền? Con này là con Viva anh ạ. Viva anh ạ. Viva. Giá rẻ lắm. Còn đấy đâu đó có chưa đến. Xài đằng sau đây, chút em quay. À, có một chiếc lấy trắng hôm qua anh vừa mua ấy. Cho ra giá hợp lý thì tí lên lại. Ở trong chỗ phòng sơn. Rồi một chiếc cúp nha 50cc. Đấy, cái vành này con này nó là vành vành đúc nha mọi người nhá. Vành đúc này là đúc đẹp đấy, đúc mới rất đấy. Rất là đẹp luôn. Đúng rồi. Bản này là bản mới. Bản này màu đen sần nữa các anh em ạ. Mới nhất rồi. Đẹp căng luôn. Đấy anh em nhìn này, bản lép luôn. Đấy, trông đẹp không? Đấy, bố mẹ mua cho các con này đi vừa đẳng cấp, vừa đẹp, vừa thời trang. Đúng ạ, 50cc dành cho các con đi học không cần bằng mọi người đi mua những cái dòng xe đạp điện làm gì cho nó phí tiền. Mấy nữa dòng này mấy em vẫn bán thoải mái mà. Tháng 8 của 2022. Rồi. 1.007 cây anh em ạ, 1.007 cây thôi. Quá ít đúng không ạ? Chưa hết lốt đà, các ốc này vẫn còn xanh xanh ánh này. Anh em nhìn kỹ vẫn có cái lớp ánh xanh của cái lớp gọi là mới tinh đấy. Đây, tất cả đều còn lớp ánh kim của cái đồ nhũ zin hết luôn, hàng sần nhá, tem zin hết nhá, yếm cũng nguyên bản. Nói chung là 1.000 cây thì anh em cứ hình dung ra có gì để nói đâu, lốp láp đồ đạc zin hết, bản đèn led đấy. Thiết kế rất là đẹp từ đôi gương. Anh ơi quay cho em cái chỗ này anh ơi. Đây, anh em nhìn sần đẹp không này, cái này còn chưa được bóc này. Rất là mới nhá, một chạy có 1.000 cây chính xác. 1.007 cây ạ. Đấy, chuẩn 0007. Chốt cho anh em mình là 11 triệu. Đấy, các anh em hoặc các chị em thích cái mẫu dáng của cái bản. Thứ nhất là vành đúc, đắt hơn vành tăm dày nhá. Vành tăm nhỏ rẻ nhất. Tăm dày thứ hai, vành đúc thứ ba. Nó là đúc. Lại còn được đèn led 2 tầng. Anh em nhớ cho em đèn led 2 tầng, cải tiến rồi. Riêng về các pháp sư Trung Quốc thiết kế thì không bao giờ chê thiết kế. Chưa bao giờ bị đánh giá yếu về cái mặt thẩm mỹ. Có về trang thì chất lượng. Nhưng anh em cũng hình dung cho em mới 1.000 cây với xe của 2022, thoải mái cho em 3 đến 5 năm nữa. Một lứa của các con em mình học các trường cấp 3 hoặc các trường đấy, đầu năm đại học thoải mái. Sau này có điều kiện mình lại đổi, lại để qua một cái bộ phận kỹ thuật, tu sửa, bảo dưỡng. Anh Nguyễn Đức Độ. Tất cả hàng của Trung Quốc thì thường là có 3 hãng, Việt Thái, Detec và bây giờ thì Halim thì nó cũng ít dần. Việt Thái, Detec, Halim anh em nhá. Hàng này nó là hàng Việt Thái anh em ạ. Em hay gọi là hàng cũng có chút thương hiệu. Nó sản xuất có số lượng nhiều. Đúng rồi. Mà số lượng nhiều thì đồng nghĩa với việc giá thành nó sẽ hợp lý, dây chuyền nó sẽ là có sự thống nhất rồi. 10 triệu nha. 11 triệu. Anh thật sự là những các cái giá em đã cân đối rất kỹ rồi. Chính xác. Dòng này tầm hơn triệu thôi, bọn em cộng hơn triệu bạc. Hai khóa hai gương. 1.000 cây mà anh, xe 2022. Cảm ơn anh Vũ Đức Hưng. Quá, các anh nào có thể cân đối. Bình thường đúng không? Qua tàu nó không mỏng. Một ngày dài này. Rất là dài. Vâng, ok anh Hưng ạ. Vâng. Lên một con Alpha đi. Alpha thì em lại không còn. Đây Alpha 110, chào em tí. Rồi,
Alpha 110 mà. Có luôn. Chạy rất nhanh. Rồi. Rồi em lên chiếc Blade này trước nhá, ưu tiên những cái xe dưới lòng. Đấy, anh em hôm nay cũng sẽ phải đợi trong lúc dắt xe thì ở dưới trên này cái sân khấu nó không được như ở dưới. Vâng. Một chiếc Way Blade anh em nhá, bản vành tam nan, vành cơ. Hàng Honda đấy, anh em thấy cái thiết kế của Way Blade là đáng khen hay là đáng chê nào? Vì cơ bản trong những dòng Way em bán thì Way Blade bị đánh giá thiết kế đuối nhất. Nó gọi là nó hơi nhọn nó đúng gọi là... về thiết kế thôi. Ừ. Về thiết kế. Đấy. Anh em có đồng quan điểm máy không? Máy thì vẫn bình thường mà. Máy là máy Way A110 thôi mà, đầu bộ hộp, đầu bộ nhau. Máy là nhau. Máy của Way Honda thì mỗi, có gì đâu. Mỗi cái hình thức là nó hơi khác bọt một tí thôi, tại vì là má hot bit top. Đúng rồi. Đúng không? Vậy mấy ông má hot bit top thì thôi không sao, thiết kế nó thường bị lỗi thì giá thành nó sẽ lại rất yêu. Bao giờ cũng thế, xuất xưởng thì đắt hơn Way A. Nhưng anh em mua lại thì lại với Way A cứ trừ 2-3 triệu mới ra được nó. Thế thì tự nhiên mình có 2-3 triệu. Có lợi không ạ? Đang có ý định mua mới thì cân đối, đừng mua mới nữa, mua cũ vì nó lỗ nhiều hơn Honda Way rất nhiều. Anh em xem xét, bảo là những con xe Way A lướt thì mình bảo thôi tôi mua xe mới cũng được, lãi ít mà, đúng không? Mỗi xe có vài triệu thì bảo nó mua mới, nhưng Way Blade thì lại xin nghiên cứu vì nó lãi nhiều hơn thì mình cũng chơi được, đúng không? Vì mình đang ý định mua mới nên là về thiết kế thì đã là đồng quan điểm rồi. Chất lượng thì anh em yên tâm, những cái dòng xe này bọn em cũng đã là chọn những xe mới. Đây anh em xem từ cái máy này, anh có được quay gần cái gioăng máy này, cái da máy này, tất cả anh Dương Vũ. Anh lên anh kiện cho em phát, thằng thiết kế xe này cho nghỉ việc. Giới thiệu nhanh lên. Đúng rồi anh ạ, nhiều thiết kế là nó cũng sẽ bị Đồng Duy. Thực ra em cũng phải quay chi tiết cho anh em xem kỹ. Đấy là chỉ nhiều khi là anh em không có nhu cầu mua dòng này thôi. Và anh em nào có nhu cầu mua những cái dòng này, anh em rất là muốn xem kỹ càng. Nhiều khi anh em cứ comment bọn em quay nhanh ấy, mọi người cứ bảo là phải quay cho nó kỹ càng và giới thiệu từng chi tiết một cho anh em ở xa mua nó mới ok được. Đấy, nhiều khi anh em không đúng dòng này, anh em lại bảo là bọn em quay nó lâu quá. Vâng. Đấy, muốn quay nhanh lắm ấy anh em ạ. 2017, thôi em cứ làm cho đúng lần được. Nhưng mà nhanh quá thì bên trong kia lại gõ hai chị em lại điều chán. Đấy. Cố gắng là mọi người lại bảo là hai chị em quay kỹ vào. Đấy. Giới thiệu kỹ vào chứ bọn em đỡ phải giới thiệu lại. Đấy, nó lại thế cơ. 2017, biển Hà Nội, máy zin, đúng không ạ? Giá bây giờ em bán có 10,5. Anh em bảo nếu mua biển 10,500 mọi người nhá. Way A thì phải là tầm 12 năm. Đấy, nhưng Way Blade có 10,5 thôi. Hợp lý hơn rất nhiều mà là biển Hà Nội. Mà lúc xuất xưởng thì đắt hơn cả Way A. Cảm ơn anh Phạm Bình. Đấy. Vâng ạ, đúng rồi ạ. Tại vì nhiều khi em bán trên live stream nên đâm ra là nhiều khi các máy anh em nhá. Cũng phải cần kỹ càng. Máy zin, rất yên tâm. Đúng ạ. Rồi. Ok, đấy, chuyển sang Way A luôn để phục vụ anh em. Nên là anh em nếu mà có xem có hơi chậm chạp một xíu thì mong tất cả anh em cố nán lại để xem hai chị em một chút sẽ chút lần nhá. Em sẽ đảm bảo là anh em đều có những cái sản phẩm anh em ưng ý, em sẽ xen kẽ rất là ok. Còn anh em có thể comment thẳng những cái dòng xe anh em thích, em sẽ bảo anh em đưa lên ạ. Một chiếc Way 110 ạ. Màu xanh cốm nhá mọi người nhá. Hiện tại cái này chắc là nó cũng hơi xùi xùi tí, anh em có anh Nguyễn Văn Phúc đồng thiệp nói toàn đúng, con kiến cũng muốn bò ra. Vâng ạ, em cảm ơn anh nhá. Em đấy. Sẽ cố gắng nói đúng hơn nữa. Rồi, anh Duy Anh nay có con 8296 đời cốp nổi không anh? Em vẫn chưa có anh ạ. Đấy. Anh một chiếc. Cái ông thiết kế đờ gym chắc nghỉ hưu rồi nên không sản xuất nữa. Cũng có lý anh Dương Vũ nhỉ. Thực ra là anh em cũng chê người thiết kế thôi, nhưng mà phải nói thẳng ra là họ nhiều khi nó là một cái chiến lược đấy các anh ạ. Dừng sản xuất để hàng cũ họ được giá và lên, sau đấy họ ra hàng mới để tạo sự khan hiếm. Đấy. Nói chung là các bác ở trong phòng đấy cô em nghĩ cũng đầu toàn sạn rồi. Toàn anh em, sỏi thôi anh ạ. Đúng rồi. Anh em mình nhiều khi chưa chắc là hơn được đâu, họ cũng là những cái nghiên cứu rất là kỹ rồi. Nhiều khi mình không thích nhưng mà anh em nó lại vâng, họ tạo dòng kém để lên dòng đắt hơn để bán chạy cái dòng, mục đích của họ là bán chạy dòng khác ấy. Đấy. Con này giá thì hợp tình hợp lý nhá mọi người nhá. Con này thì cái này thì anh em có bán tiền lại này, tại vì chắc là em nghĩ là nó xùi xùi thôi. Chắc là nó xùi xùi một xíu anh em ạ. Nên em ra là anh em có bán tiền lại. Rồi. Nó là màu xanh. Đời 2018 các anh nhá. Ừ. Rồi 11.500.000, anh em có thể cân đối với một chiếc Way A 2018 11.500.000 thôi. Dạ. Hình thức sơn nhũ thì đấy như chị vừa nói cái hộp mà nắp bình xăng. Đấy, hơi đuối một chút. Bên Bassmeyer phanh nó đuối một chút. Đây là thủ công hình nghiệp rồi, thủ công nghiệp, anh em nào có thể nhu cầu yêu cầu nó công nghiệp hóa hơn để nó đẹp hơn cũng được, không sao, chi phí nó khoảng 200.000 thôi. Em nhìn em cũng thấy không yêu hẳn được cái bên đấy. Còn về tổng quan xe, một chiếc Way A 2018 máy zin biển 36, giá là 11.500.000, anh em có thể cân đối lựa chọn. Đấy, đẹp đây, hợp lý đây, chất lượng đây, rất hợp lý. Còn anh em nhá, cân đối chốt cho em chiếc này đi, 11.500.000, có một chút này, chắc là sẽ bảo anh em nào nó làm đẹp lại chứ để như này, làm nó anh em nhìn, ông nào ông kỹ thuật, ông ấy duyệt qua được cái khâu này nhìn cũng khó tiêu hóa nhỉ. Đây này, cái ông này mới là ông thiết kế bị lỗi chứ còn, cái ông thiết kế thì không vấn đề đâu các anh ạ.
Ok nhá, 11 triệu 500 thôi. 11 triệu 500 một chiếc Wenfa. 28 đấy. Xanh cốm, biển 36. Màu này đẹp quá mà anh em vẫn ở đâu chưa thấy chọn nhỉ? Ồ, mà chê. Cái con này tại sao mà... Vâng, cũng đã like vài buổi đến 1-2 lần rồi nhỉ? Rồi. Vài lần rồi mà tại sao anh em lại không thích cái màu bạc này? Màu bạc ở ngoài đẹp lắm mọi người ạ. Đây là cái mẫu Exciter trước. Đèn nét 150. Cái mẫu 155 vừa rồi. Ừ. Đấy, mẫu 155 em có nói là cũng có một vài anh em. Vâng, anh Huy Tuấn cho xem Viva. Em nốt con này em quay Viva cho anh nha anh nha. Nhiều anh em chê và kén cái mẫu đèn led sau. Rồi. Đèn hip ý, thì gọi là đèn đấy, em hay gọi là đèn hip khóa sờ mắt cây đấy thì gọi đèn hip, đèn này thì gọi đèn led thì khóa thường. Thì anh em có thể cân đối mẫu khóa thường này, giá bây giờ nó cực kỳ xuống hợp lý. Rồi. Đấy. Một chiếc Xi 155 màu bạc dành cho anh em mịn kim. Đúng rồi. Đấy, rất cả là đẹp luôn nhá. Hai bên đều thiếu ốc này nhưng không phải là do thiếu do vấn đề gì đâu anh em nhé. Họ lắp một cái chống đổ thôi, em bỏ đi để em lắp cái ốc bên nhà em vào thôi. Còn ốc zin của xe đây. Khi họ lắp bộ chống đổ thì họ bỏ cái ốc này rồi nên là không tìm được nữa. Đấy. Nên là giải thích để anh em dễ nắm bắt cũng không phải bảo thiếu mất ốc. Đấy, hàng bạc này là bạc sần, là bạc zin, tay sách này cũng còn này. Đấy, hàng của Exciter bản đèn led F Tây Hồ này. Vâng. 29F1497 anh nhá. Đây nó ngoài 32. Cái bản kỷ niệm đấy ạ. Cho chị xin con Viva xuống luôn. 150 anh em nhá, bản bản màu đấy, màu xám sần. Đấy, vâng. Màu xám sần. Xe chạy có hơn vạn thôi anh em ạ. Đời là form kỷ niệm mà 20 năm đời 2019 rồi. Nó có sẽ là bạc trắng xanh. 86 à anh? Có anh ạ. Có cốc 8186 trong nhà còn đúng không? Vâng ạ. Trong nhà em còn nha anh Lê Thái. Còn một lượt cúp 8150cc rất nhiều mà có những chiếc em bán rẻ lắm nhưng hàng nó là dọn dật, nhưng mà tất nhiên là những chiếc máy cối máy cánh thì sẽ rẻ hơn. Còn 8186 thì vẫn phải dao động ở tầm hơn chục anh nhá. Rồi, chiếc này là 2019, bản zin, sơn zin, máy cũng là đang zin. Đấy, có hai con ốc của cái chống đổ là em đã thay thôi. Xe dọn cũng hơi lâu rồi, xe mua trực tiếp chính chủ, ngày mua là 27 triệu cộng cho anh em mình 2 triệu thôi. Anh quay ra đằng này để xem được cái cổ bô này. Hôm qua em tiếp một anh khách đến xem Exciter cũng cùng quan điểm với em, rất thích ngắm những các cái cổ bô, đúng không ạ? Chạy nhiều, chạy ít, để nóng như nào, chạy như nào, rồi các ốc tại sao lại thiếu. Anh cũng nói, mình cũng giải thích đúng thôi thì cũng không vấn đề. Đấy. Nguyên nhân của những các cái xe nó là như thế, chống đổ, tháo ra, mất ốc thì phải lắp ốc này anh em nhé. Còn máy móc thì là zin, kiểm tra trong này chưa có tẩy rửa gì hết luôn. Vâng. Anh em yên tâm, bán những chiếc trên này mà em đã báo zin là nó nguyên bản, hai khóa đầy đủ. 27 triệu cộng 2. 29 triệu nha anh em nhé. Bản 2019. Mai Văn Dũng đang bảo là con Way A 11 triệu máy móc thế nào? Máy zin anh ạ. Dọn chưa? Dẹp chưa? Mày giới thiệu như vậy có trời mới hiểu để mua. Em giới thiệu rất là kỹ đây anh ạ, thực chiếc, ra em đúng rồi. Sẽ cố gắng kỹ hết cỡ. Nếu anh em cần hỏi chi tiết em sẽ bổ sung ở sau live hoặc ở bộ phận online anh nhé. Cần con, chi tiết cụ thể. Con quay đấy hiện tại là sơn thì zin, đồ nhũ thì có nhũ sơn nhũ lại cái. Nhưng mà trước đấy là 11 năm mà, trước biển 36. Đúng rồi, con đấy 11 năm. Đấy. Có sơn nhũ lại một chút Mayer và trên xăng. Cái nắp bình xăng nha anh nhé. Đấy là 11 triệu 500. Sơn tỉa thì cái sơn đấy là màu xanh cốm là sơn zin, con ấy 11 triệu 500 đúng anh rồi. Ạ. Anh, em giới thiệu cũng rất là kỹ càng anh rồi đấy. Anh Nguyễn, có SHI không em? Có anh ạ. Anh Triệu Quang Minh giá sao? Anh hỏi về xe gì anh Quang Minh? Con này, 29 triệu anh 29 ơi. 29 triệu anh nhở. Có Avet 2019 màu đen không? Anh em còn màu đỏ thôi ạ. Nguyễn. Màu đỏ thôi. Vâng, em còn màu đỏ 2019 này, hơi ba hơn 30 cơ. Vâng, cảm ơn hơn 500 anh em bên Bét Xanh và hơn 300 anh em bên Bét Đỏ nhá. Cảm ơn tất cả hơn 500 anh em bên Bét Màu Xanh. Vâng, cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Em quay một chiếc Viva, một anh đang yêu cầu là một chiếc Viva đi em. Đấy, một chiếc Viva biển 29 đời 2003. Cho em một vòng đi anh ơi. Đây, hơi lô Suzuki Viva. Anh em có nhu cầu chọn mẫu Viva đi lại, em cũng báo luôn. Hiện tại trong nhà em còn 2 chiếc Viva nhá. Sorry, 3 chiếc Viva. Có một chiếc mua khá lâu chưa dọn, còn 2 chiếc là đã gọi như là cũng đã rửa dọn và đánh xi tương đối xong rồi. Còn kiểm tra kỹ thuật thì khi anh em lấy có thể bọn em kiểm tra trên video theo ý của anh em thêm. Em nổ cho anh em nghe chiếc Viva. 29S38637 mua là 3 triệu 202, có buổi live trực tiếp đấy. Thôi hôm nay em cộng 1,5 triệu rồi. Anh em nào có nhớ xem thì sếp em cũng đã mua trực tiếp của anh Tuấn thì phải đấy, có xem hôm đấy anh ấy có đến bán trực tiếp. Sếp live cùng với Na nhá, chiếc này 3 triệu cộng 2. Anh em nào có nhu cầu thì chọn một chiếc Suzuki Viva biển Hà Nội đời 202, 29S3202 rồi. Hình thức thì đây, em cũng báo cáo luôn. Hàng này thì là máy chạm rồi, xe gần như là xe dinh công dự vụ dịch vụ là chính thôi.
Còn ngắm và chơi kiểu thì anh em sẽ phải đầu tư thêm đấy ạ. Nhưng mà để đầu tư lại ngắm nó hơi đuối. Chiếc Kiva mộc và đẹp cũng không rẻ. Bên em có những chiếc 17 triệu em vẫn chào bán bình thường. Hiện tại thì đang không còn, còn 3 chiếc đều là giá tầm 5 triệu đổ lại thôi. Gọi là đi ăn đi làm. Nhu cầu chạy những chiếc xe cần tải trọng nặng. Vòng Viva này sẽ chịu tải được nặng vì cái khung sườn của nó rất là chắc và chắc chắn đấy, nặng mà. Đấy. Còn về hình thức thì đây em cũng báo luôn, vỡ những chút yếm hoặc là xước một chút ngoài, đúng không ạ? Đầu vò thì là chạm rồi, để báo anh em ra máy thì còn, sần này vẫn còn những đuối, đúng không ạ? Sơn này, tem này là còn. Yên này thì phải bọc lại nữa. Được cái biển Hà Nội nhá, cái biển cũng là biển 4 số đúng đời đúng biển, rất là hợp lý. Anh em về có thể đây, anh quay nốt bên này nữa. Bọc cho em cái yên nhá mọi người nhá, mất tầm mấy chục. Đấy, bọc cho em cái yên là ok, được cái máy ngon lành cành đào anh em nhá. Đôi cánh yếm có thể thay được mọi người nhá, đôi cánh yếm có thể lên chợ rồi thay mới được. Anh Nguyễn Vương bán cho một chiếc 67. Vâng, Jupiter khoảng 5 triệu quay đầu không? Jupiter hiện tại 5 triệu quay đầu em đang hình như đang hết mất rồi. Em không, anh lấy con mới, Viva này đi anh. Đúng rồi, anh cân đối Viva cũng hợp lý anh, mà. Anh Dung Tô. Rất hợp lý rồi. Đấy, ngoài ra này còn mẫu Silhouette đây nhá. Anh Nguyễn Tình, xe Future màu ghi, xe còn lốp zin không? Anh có thể hỏi cụ thể là chiếc nào được không ạ? Màu ghi hay là màu đen sần anh nhỉ? Tại vì nhiều anh hỏi chung chung nên bọn em phải có biển số xe mới quay được. Nhiều em chưa hình dung ra được chiếc Future đầu nào hay đời nào anh nhá. Một chiếc Silhouette màu đen đỏ anh em nhá, nó là bản vành đúc ạ. Anh Hi Nguyễn Hiệp. Nó là năm sản xuất 2012. SSI đời 2013, SSI em còn đời 2011 thôi ạ. Ừ, 2013 gì còn đâu, thì có đâu. Đăng ký 2012 là hết rồi. Bài biển 34 anh em nhá, biển 34C109252, một chiếc Citroen. Vâng. Màu đen đỏ. 2012, máy zin, giá để cho anh em mình 8 triệu rưỡi thôi, bản vành đúc nhá, anh em vành đúc thụt đỏ. Đấy, máy nguyên. Em nhớ chiếc này, đúng rồi, đây anh em quay cái đầu bò này. Đây, đầu bò. Giá rẻ nhưng mà nó cũng có võ đấy, đấy rẻ nhưng khô ráo đúng không ạ? Vành đúc đây. 2012 8 triệu rưỡi thôi. Đời 2012, hình thức thì là tương đối nhá. Không gọi là nó phù hợp với những anh em với những tầm tiền hợp lý. Và chạy những chiếc xe đi lại công trường. Rồi. Xe Viva ăn có 3 lít không? Viva thì xe hơn 2 lít nó... mấy anh ạ? Gần anh em xác định nó lít xe rưỡi. Là những dòng xe cổ. Khỏe ạ. Chắc 6 đấy. Rẻ nhưng mà thôi. Đặc điểm thì nó sẽ là nhiều những cái đồ gỗ ở trong đấy nên là không thể nói nó công nghệ hiện đại được. 3 triệu sở anh Tùng Duy. 2012 máy gì? 2012 máy. Cái cổ bô này em cũng đã để ý cho anh em để cho nó mộc một chút để tránh trường hợp ra máy cũng vẫn còn. Lê Trân. Thụt đỏ. Vision 15 triệu không? Đây vợ nhân. Vision 15 triệu. Có thay mỗi hai cao su để chân thôi. Lốp trước lốp sau dày dặn. Với cái giá là 8 triệu rưỡi cũng là phù hợp để anh em chiếc xe đi ăn đi làm đi công vụ dịch vụ đúng không ạ? Đều hết. Thì cái dòng Silhouette này thì có cái ưu điểm rất hay. Nó là chạy bốc chạy khỏe. Về anh em lo về xăng thì nó chỉ thua những dòng nó thua quay dòng xe số hoặc xe của FD thôi. Còn về cơ bản thì nó là hơn những dòng Novo hoặc những dòng Atina rất nhiều. Về bước xăng của Silhouette thì dao động khoảng 2 lít rưỡi, nó là cũng là mức trung bình chứ không phải là ăn ít hay là ăn nhiều, anh em yên tâm. Anh Lê Trân ơi, đời 22 mà máy gì? Vision hình như là em đang còn con 12 triệu hay sao ấy. Vâng, chiếc màu đỏ, biển 12, giá cũng hợp lý đấy anh ạ. Anh nhá, còn một rất nhiều chiếc click tầm tiền hoặc đặc biệt là lít anh có thể cân đối thêm. Rồi, có con Dream 30 triệu không anh Nguyễn Đông? 30 triệu hai mấy triệu là bên em cũng có ở trong nhà rất là nhiều. Có CD Bentley không anh Tuấn Lê? Còn ạ. Không lên xe kệ sen kẽ xe ga cho sinh động anh chị ơi. Rồi, vâng. Sơn mới lên ra đi. S1 nào tầm 40 triệu một tí không xốp. Cứ cho chị một ít ít nữa S1 đây. Đây mấy con S cao đây chị. Để cho ạ. Cái đây bán rồi sao? Còn Vision kia mới về kìa. Chưa lấy được chìa khóa. Suzuki Viva vừa giờ xấu. Vâng đúng rồi anh ạ. Để mà nói hình thức trước đấy thì không phải là đẹp. Anh Đặng Thuận nhá. Anh giá ơi, được hợp lý thôi ạ. Một chiếc anh Hoàng Văn Bảy chụp ảnh gửi cho anh với. Xe gì anh Bảy nhờ? Rồi có một chiếc Quay. Đúng rồi, hôm nay em lên xe số hơi nhiều. Anh nào vừa có ví em ghi nhận nhá. Tí em phải xen keo nhắc Đức. Chả thấy cái xe ga nào. Em nhìn ba chiếc. Vinh, anh Vinh Nguyễn đang bảo bên mình có xe Vision bản thể thao nào không? Không còn ạ, em còn đến bản cá tính hai chiếc màu đen cả. Một chiếc thì gần như là 180 cây rất là lướt. Chiếc này 2018 nhá. Một chiếc 2018 vành đúc anh em ạ, biển 29Z1 51423. Để mà mua mới mà anh em xác định lắp thêm vành đúc thì phải đâu đó thêm 2 triệu nữa cơ. Nhưng mà mua mà cũ thì vành đúc em bán còn rẻ hơn vành nan. Đấy cũng có những cái nhất định. Em cũng cầu chọn những cái chiếc đã có đổ lên. Được nó rồi. Sẽ được lợi về giá.
Còn về đồ thì em khẳng định những chiếc này là em mua chính chủ anh em nhá, mua chính chủ. Hôm đấy có buổi live trực tiếp ở đây anh ấy đổi xe. Đấy. 13.300.000. Ừ. Anh em có thể cân đối. Chốt chiếc đấy hôm đấy tính đổi xe là em tính ra là mua vào là 11.7. Cộng triệu hôm đấy cộng triệu 7. Triệu 7 đấy. Cho hôm nay coi có như thể là cộng... 13.3 thôi, thôi cứ 13.3 cho tròn. À, cộng triệu 7 này vì là nó là như này. Đúng là rồi. Xem đã dọn rồi mọi người. Hôm đấy đổi lới, cách đây tầm 4 hôm thôi anh em nào có xem lại. Con Win là 100 đẹp không, khoảng 15 triệu. Win hả? Win thì em vẫn còn... chỉ có hàng tầm 20 triệu. Hôm qua em có like, anh có thể xem lại cái đường 98, like hôm qua. 98 anh biển Hà Nội luôn chứ, biển 98 đâu. Anh Vinh Nguyễn ơi, tí nó xem lại cho em cái like nhá, tại vì là con Vision màu đen sần em đầu like như đầu like đầu tiên luôn. Hàng đẹp lắm anh ạ. 187 cây. Rồi, chiếc Goya này 2018 mảnh đúc máy zin này em báo với anh em mình là 13.300.000. Mảnh đúc là chính chủ lắp tại nhà máy Honda chứ không phải lắp ngoài nên nó cũng rất là chắc. Anh hơi hứa đang hỏi là có con 350 nào không shop hiện tại đang không anh ơi. 160 thôi ạ. Có con 81 nào không anh Nguyễn Hải? 81 bên em có mấy con em nãy em cũng vừa like đấy anh. Này anh vừa like. Chị quay Vision, chị quay xe Vision vừa nói xem. Em vừa quay rồi đấy, tại vì nó đang trên đầu like rồi, anh Đức bê mâm lại bê mất rồi. Chuyển đi mất rồi. Chứ là các bạn nhân viên sẽ gửi cho anh nhé, anh nhé. Một chiếc SH1 2017. Xe mới có 18 ông ơi. Thực ra là những cái dòng xe cũ mà của Honda nó không lỗ nhiều đâu anh em ạ. Vì nó hàng đấy là hàng chiến lược, nên năm ra là nó hàng kiểu thông dụng ấy. Nên là không lỗ nhiều vì những cái dòng Honda, nếu Yamaha thì em đành rằng là theo thị trường, theo giá. Còn giá bên em là giá là đã tốt nhất có thể rồi, bọn em chỉ cộng hơn triệu một chiếc thôi ạ. Đấy. Chị quay qua cho em thôi à, anh Vinh Nguyễn. Đức bên mâm bê tích sang bên nhà 62 rồi anh ơi, em đang ở nhà 52 cơ, cách đây mấy nhà cơ. À, Viva giá bao nhiêu? 5 triệu nha anh Toàn Trần nhá. Anh Viva đấy 5 triệu ạ. Một chiếc SH1. Đúng rồi, 2017 nhá. Anh em bên kế toán kiểm tra lại cái xe 29X1 này xem. Thấy đánh trên báo giá là 2015 nhưng chắc là anh em nhìn nhầm đăng ký đánh đấy. Đăng ký 2017, xe gáy 2017, tất cả khóa smart key đây anh em có thể kiểm tra này, khóa smart key này. Nó là hàng khóa chuẩn anh em nhìn cho em không, nhìn trên này. Đấy, cái mã wifi này, nó là hàng chuẩn của khóa smart key. Đấy, gáy 2017 anh em nhé, sản xuất em gáy. Càng cũng 2017, em kiểm tra hết các thông số rồi, càng 2017. Xe chuẩn của 2017 nhá, khóa smart key. Chắc tại thấy giá rẻ quá nên anh em nghĩ là xe 2015 hay sao. Chị em nghĩ là 2015 hay sao mà lại xuống đời xe thế này. Rồi, chiếc 29X1 57766, hàng chính chủ, xanh đen 2017, để giá ra cho anh em mình là 39 triệu 39 thôi. Hàng rất là hợp lý. 2017 mọi người ạ. 39 triệu, màu khóa smart key. Xanh cốm, khóa smart key luôn. Qua em có like một chiếc này nhưng mà em nhớ không nhầm giá là 41 thì phải, nếu anh em có xem cái buổi live sáng qua của anh chị em. Nên em mới bảo Đức là giống chiếc hôm qua cũng 27 cũng khóa smart key nhưng Đức bảo không phải. Hàng nó cũng rất là đẹp nhá. Anh em nhìn các cái càng trục đĩa đều là nguyên bản, vành đều là nguyên của xe hết. Đây, xe này tất cả sơn nhìn ok, đồ sần này, đồ sần là còn zin hết. 2017. Sơn gái. Đúng rồi, 2017, zin là bọc lại thôi. Máy ngon lành cành đào. Đúng rồi. Hàng máy zin mà. Hàng S1 thì anh em lưu ý cho em, nó là cái dòng xe máy gần như được tính gọi là máy tuyển rồi. Về xe nữ nhá, về xe nữ thì S1 là hàng máy tuyển luôn. Lead Vision đều không lại được đâu ạ. Nào không anh, Duy Tơ V em đang hết mất rồi à. Anh Hiển Huy ơi. Màu xanh cốm, những cái màu mà rất nhiều các chị em thích đi đấy, nó sang, nó sạch. Nó cũng là màu hot nhất ở những giai đoạn 2017, 2018. Sau đấy thì nó cũng dừng sản xuất và chuyển sang các màu xanh khác. Đọc luôn số km à, hiện tại con này bây giờ là tầm khoảng... Anh Nguyễn Hùng Mạnh có Win Thái không em? Anh em còn Win Indo anh ạ. Biển số này là 29X1. Anh Đặng Thuận, xe này hôm qua like rồi. Anh kiểm tra lại xem ạ, em cũng nhầm đấy anh ạ. Nhưng hôm qua em like là cao hơn anh Thuận ạ. Đấy, lúc đấy em cũng bảo bạn như thế. Hôm qua con đấy like hơn 40. Hơn 40, hôm nay có 39. 41 triệu, đấy, có nghĩa là con này hôm nay có 39 triệu. Vâng. Mà 2017, cũng khóa smart key. Bạn Đức cũng được sếp giao cho cái chỉ đạo là lặp lại trong 5 hôm là 500.000. Nên là cũng sợ ăn phạt lắm anh em ạ. Sợ ăn phạt lắm. Anh em mà có thấy thì cũng nhắc nhẹo, nhắc kẽ thôi, tránh trường hợp mà em nó 3 ngày công bằng 1 ngày phạt. Hồng Phúc Lê Trân đến xem trực tiếp rồi mua được không anh chị ơi? Ủng hộ ạ, rất ủng hộ các anh em. Anh em cứ đến, nếu mà anh em mà đang xem livestream bên em, hiện tại là em đang like những cái xe mà anh em đang ưng thì theo em anh em nên cọc 1 triệu 2 triệu. Đấy, còn nếu mà anh em có chưa ưng lắm đúng rồi, thì anh em có thể qua trực tiếp bên em thì xem cụ thể nó sẽ ok. Chính xác. Đấy, nhưng rất là mong muốn các anh em có điều dịp qua được bên em nhưng giao mà... lưu.
Nhưng mà em cũng không hứa trước là những con xe mà em đang live stream mà anh đến còn nhé mọi người nhá. Em không hứa trước. Đấy, có những dòng xe khác thôi. Đấy, có những dòng xe thì hiện tại là chưa anh em chưa tiếp cận đến. Thì là còn thôi, còn anh em tiếp cận đến hầu như là em được đặt cọc tầm khoảng 80% trên live stream. Trên các buổi live là bên em sẽ đặt cọc khá nhiều. Vâng ạ. Nhưng mà bên dưới live em cũng sẽ còn rất nhiều nhá. Các anh em có thể cân đối. Tóm lại là ví dụ như là SH1 em còn 15 chiếc trong nhà. Đúng rồi. Rất nhiều. Xe thì rất là nhiều nhưng mà hai chị em mỗi một lần live để chỉ được hơn 1 tiếng đồng hồ thôi. Cũng chỉ được tầm khoảng 2, 3, 4, 3 mấy con là cùng thôi. 20-30. Đấy, cứ không được nhiều đâu. Anh em có nhu cầu có thể lên comment để chị em được biết để phục vụ đúng cái nhu cầu của các anh em. Còn là danh sách xe anh em còn hơn 500 con cơ. Đây, đấy, anh nào vừa hỏi SH đi chơi Tết thì nghiên cứu cho em cái quả 219 này nhá. Ừ. Nó là đời chót chét của cái dòng SH125-2019 đấy. Lên spot anh em nhá, đẹp không anh em nhìn anh xuống. Em nhìn anh ơi, quay xa xa cho em phát. Đúng quay rồi. Xa xong anh quay gần. Đấy, màu bản bạc sần, màu bạc sần và màu bạc sần thì mới được 219. Anh em nhớ ba chi tiết đấy nhá. Tất nhiên là nhiều người sẽ bị ăn quả giật nhưng mà thôi, anh nó là chuẩn chút việc anh ạ, chưa lên được ạ. Chuẩn. Tất cả các chi tiết đều 219. Mai anh lên anh ơi. Rồi. Anh cũng quay, bắt đầu quay 2019 bản LED 2 tầng nhá mọi người nhá. Màu trắng đã được lên spot, vành, lên lên càng, lên tay sách. Đấy, lên màu đen hết rồi ạ. Anh em nhìn bản spot trông rất là đẹp đúng không? Đây, em nổ cho anh em cùng nghe một chiếc 2019. Tháng 7 của 2019. 125. Rồi. Ôi, 70 triệu tròn nhá, 70 triệu cho một chiếc 2019 bản 125. Ừ. Anh em nhớ cho em là cái dòng SH đèn LED 2 tầng của những 2017 đến 2019 thì ừ, nó luôn luôn được giữ giá đến giai đoạn này. Còn 2019 thì nó là cao nhất nên nó được giữ giá luôn. Nó là ở mức cao nhất của cái dòng đấy rồi. Đồ sần vẫn còn zin hết, tem nhà máy này. Đấy, anh ơi quay cho em cái tem nhà máy. Còn nguyên bản hết. Anh em nhìn quay gờ sát cho em cái sần nhá. Đấy, quay sát cho em những cái sần, anh em nhìn cốp đồ này. Rất là rộng đẹp này. Đấy, quan trọng nó không bị sần sùi, nó không bị rồi, va quệt, nó không bị bẩn. Hai khóa đầy đủ, được chưa? Em gái 2019 các chi tiết thông số đều của 2019 hết. Phím bấm đồ sần đều đẹp. Rồi, hàng đã là kiểm tra dầu máy, còi đèn xi nhan đầy đủ. Chủ đầu tư spot hết rồi. 70 triệu thôi. Rồi. Anh em có thể cân đối. 2019 nha anh em nhé. Tất cả 2019 nó là màu lòng bạc này. Đây, cái này nó là màu bạc sần. Vâng, anh đây, em Đức bảo lên trên này anh Hậu ơi. Đúng có rồi, con 81 pin 50 không tình 5 phạm. 50 em còn 2 chiếc có tầm phân khúc hơn 50. Có một con hơn 50. Đấy là 82 chị ạ. À không. À ừ 81. Ừ, 81. Có bán chịu không có khách anh em sẽ cân đối ạ, nghiên cứu anh ạ. Ờ, toàn đại gia cứ kêu nghèo khổ, nhưng anh em mà cứ kêu nghèo khổ là hay đại gia lắm. Một chiếc quay màu trắng anh em nhá. Anh vâng, em nào hỏi cho em từ đầu like rồi bây giờ bên nhà được. Vẫn còn màu trắng và màu xanh, vâng, màu đỏ đầy đủ hết để phục vụ các anh em có nhu cầu về quay. Ừ. Thì chiếc quay biển 21 này đời 2020 tháng 11 em để giá ra là 13.800.000 thôi, nhưng cái giá thật sự là cũng rất phù hợp cho những khách hàng có nhu cầu chọn những cái dòng xe quay A. Đấy. Máy là zin nhá. Hàng ra máy hay là cổ bô tất cả đây anh em xem. Cổ bô này bạn đã sơn lại lên rồi. Ốc trục cái dây treo này, ra máy này, đầu bò. Ok Quang Bình chính trời này, mình xíu nhá. Rồi. 13.800.000. Một chiếc quay 2020 tháng 11 rồi, nó là form của bắt đầu 2021 rồi anh em nhìn cái tem này. Biển 21 nhá mọi người nhá, biển 21 B210553. Đấy. Nó là quay 110 màu đấy con nốt con này. Màu trắng nhá mọi người nhá. Lúc để xem giờ kỹ thế. Ừ. Rất là nhiều những cái dòng xe, anh em nào mà có rồi, sẽ lốt chiếc này nhá, xong rồi em biết, sẽ vào bên trong nhà lướt qua một vòng. Rồi. Cũng phải lên để lướt theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo. Đúng rồi. Future 1, giá đi ăn đi làm thôi. Ừ. Hợp lý tiền, hàng gọi là mộc mạc. Xinh nhan trắng anh em nhá, đời 2002-2003. Vâng. Đấy, một chiếc Future 1 đời đầu 2003 rồi ạ. Đấy, xe này cũng là hàng về thôi. Xe cũng vừa 29B1B7 11.800.000 thôi. Chủ động xuống để anh em có nhu cầu chọn những cái chiếc Future mà về có thể anh thợ thì dọn thêm. Mà các bác lớn tuổi không cần quá đẹp thì lấy đi lại đón cháu đi xa đi gần đều ok hết. Đây. Máy nó cũng ok, tầm này nó rất dễ là sử dụng. Anh em nghe máy nhá. Tất nhiên là ra máy là cũng đã gọi là có sơn si, đầu bò thì cũng đã chạm được cái tổng quan cả một cái xe của cái bản xi nhan trắng nó vẫn còn vuông vắn. Ừ. Giá là 11.800.000. 11.800.000. Đúng rồi, rất hợp lý với cái phân khúc giá Future 1. Bọn em cũng phải mua vào với cái tầm 10 lẻ chứ dưới 10 là anh em phải lấy một chiếc. Đấy khách ạ, khách hàng đôi khi là khách hàng anh em đến đây bán thì mọi người biết là khách hàng đã đọc giá như nào rồi đúng không? NF 110 đúng không? Ai ơi, trục này, giật này.
tem này nó vẫn còn. Vâng anh Cù Tuấn Anh, em lên bây giờ đây. Nó tương đối nhất định đúng không ạ? Chứ không phải là nó nát nó xấu, nếu nó xấu nó nát thì bọn em còn dừng mua luôn. Nên là với cái phân khúc này vẫn phải nhập vào 10 cộng cho anh em 1.8 triệu thôi. Đấy, 11 triệu 800 để anh em có nhu cầu chơi một chút. Rất là nhiều anh em có nhu cầu muốn xem con siêu phẩm nhà em. Nó vẫn đứng đây, nó vẫn chờ anh em đến tán đến yêu đấy ạ. Một chiếc Dream Việt Nam hơn 1.000 cây. Thực sự nha anh em nha, chạy hơn 1.000 cây nó là chuẩn chỉ rồi. Dành cái này dành cho anh em gọi là nhiều tiền. Mua về để trưng bày, mua về gọi là để ngắm nha anh em nhá. Đấy, hàng có hơn 1.000 cây thôi. Anh em quay cho quay chi tiết cho em vòng này anh em nhìn này. Đỏ chót luôn đúng không ạ? Kim này anh em nhìn kim sang đỏ chót. 2013 nha anh em, chạy có 1.200 km chuẩn chỉ. Bây giờ còn giá 3 triệu thôi. Quay cho em cái chi tiết như thế này trước này. Đấy, một vòng cho em bên này. Một vòng bên này. Đấy. Rất là đẹp nha mọi người nha. Một chiếc Dream. Siêu đẹp đúng không? Biển cũng tươi. 29i5181889. Rất là nhiều em cũng quay một vài lần rồi. Anh chị em nào chưa xem được cho em xin một nút chia sẻ để cho anh em tiếp cận đến. Đây, hôm qua anh cũng đã xem rất là kỹ. Anh có thắc mắc là đây, một cái chấm nhỏ này. Đấy, nó không đáng gì anh em nhé. Chấm đúng là bằng đầu tăm thì chính xác nhất. Đấy, là có. Rồi, bên này nữa có hai vị trí có hai cái chấm, em cũng phải tả đúng hai cái vị trí hai cái chấm. Bên này thì nó to hơn cái đầu tăm một chút ở cái mép này. Anh em nhìn cho em này. Đấy. Giá là 83 triệu nhá. Còn tất cả từ các Meyer sau, từ ốc trục sau anh em có thể xem này, không có tấm chấm nào đâu. Hàng rất là đẹp luôn, anh em có thể xem. Đấy, lườn nóc này, ốc dâu này, tất cả này. Đấy, về các cái nốt zoom của những cái kiểu là bị bong nhũ ấy thì gần như chỉ có hai vị trí em vừa chỉ. Một là nắp nhớt thăm dầu anh em nhá, nắp thăm dầu. Đấy, một chút, và một là bên Meyer có một vài chỗ nó bằng đúng là cái tăm thôi. Đây, anh quay tiếp bên này, còn lại là chấm hết. Đây, bên này cũng có một vị trí này đã được chấm chấm. Đấy, có đúng hai vị trí đấy là anh em có thể xem kỹ. Còn lại là không có lỗi lầm gì cho một chiếc Dream Việt Nam, hàng chạy lướt hơn 1.000 cây, 83 triệu. Anh em nào hôm nọ đã trả 82 rồi, cũng là rất gần tới nơi rồi, thì cố gắng còn 1 triệu nhau hơi phí anh em nhỉ. Đấy, 83 triệu nha, siêu phẩm nha em ạ. Đây, mời tất cả anh em lướt qua một vòng bên non, anh em xem những cái dòng xe hiện tại. Đúng rồi, anh Vũ Đáo có hỏi luôn trước Jim Thái. Đây anh ơi, em chỉ luôn Jim Thái 53 triệu, anh bảo đuôi 96. Em cũng nhớ không luôn. Không có con không. Đây anh ơi, Jim Thái. Con Việt biển 98. Thôi, mình đã bổ dưa, cảm ơn anh Thích Thiện Nguyện. Vâng, giờ 15 thì hiện tại bên em bây giờ lại đang chính thức là hết giờ 15 các anh nhá. Còn một chiếc nhưng mà là biển 98 đời 2016 được không anh? Nó là bản V2. Anh em phân biệt cho em giờ 15 nó có V1, V2, V3. Anh được Nguyễn hôm qua đang hỏi con Jim giao lưu cho anh con Jim 6727 hết là cái con Jim mà có khách cọc rồi anh ạ. Có khách cọc rồi mất anh được nhá. Nguyễn ạ. Đây, cái điểm Jim biển 96 mà 53 triệu đây anh bên bếp đỏ đang hỏi. Và cũng rất nhiều Jim nếu các anh em có nhu cầu nhá, cũng không em phải hết đâu. Em đây chị Đoàn Mai ơi. Nhưng bọn em sẽ cố gắng lên xen kẽ, không thể lên đồng loạt một ngày toàn Jim được. Anh đúng rồi. Đấy, cũng rất là nhiều những chiếc xe Jim đang có mặt tại bên cửa hàng số 52 nhà em đấy ạ. Đúng rồi. Đấy, anh em nào nó có nhu cầu mà mua đấy. Anh quay cho em cái biển số xe. Cũng đã từng like rất chi tiết. Anh Bún Đáo cần ảnh chi tiết thì có thể liên hệ với số hotline anh nhé. Các bạn ấy đều đã lưu ảnh sẵn rồi. Anh cần là các bạn ấy bán ảnh sẵn. Lên Win Indo đi à anh. Hiện tại Win Indo em đang còn có một con chiếc màu đỏ biển 14 giá 13 năm. Anh quay luôn về đấy. Rồi. Và một chiếc màu đen biển Hà Nội 20 triệu bên cạnh. Đấy. Chiếc này thì lần trước là cũng có rất nhiều các anh em hỏi đấy, vì nó được đánh giá những cái đồ càng này, đồ máy ơi, chân nan hay đồ bò hay da máy nó đều. Em dùng từ đều nhá. Còn về zin thì anh em xác định là nó cũng khó với những cái Nguyễn thời điểm Hoàng từ Pháp, 1994 đến giờ. 5 triệu có con nào không? Anh ơi 15 triệu em có nha anh. Quay cũng có mà zin cũng có đấy ạ. Đúng rồi. Zin cũng zin thì thường là quay tầm đấy anh sẽ phải lấy zin Thái anh nhá. Zin Thái. Đấy. Và có một chiếc đây, zin Việt biển 99 này này. Xếp em có like là hơn 16 triệu đấy, anh cân đối xem sao. Đấy, hình như 16 triệu 500 con đấy đấy ạ. Nhưng mà hôm qua cũng đã thu dọn rất là kỹ. Có SH màu mận 90, anh Thế SH1 Đặng. Hay là SH to ạ? SH to em để ở ngoài. SH1 đây. SH1 thì đang có hai con màu đỏ mận đen 9 này nha anh nhá. ABS. Rồi. Đấy, 60 triệu thôi, em xuống 60. Còn CBS thì nó rẻ hơn, nó chỉ rơi vào tầm 5, em nhớ là 56 thì phải. Vâng. Chính xác thì có thể chi tiết sau nếu anh nhá. Nếu mà SH cao nhà em mặc anh nhá. Triệu Văn Hoạt, xin chào shop Hoàng Kiên. Vâng, em chào anh Triệu Văn Hoạt nhá. Anh Trần Lâm, quay đê đê đi. Tại em đê đê nhà em đang còn hai con. Bây giờ mình sẽ thống nhất như này. Anh ơi, anh quay cho em một vòng như thế này. Thì anh em là có nhu cầu hiện tại là 10 triệu 500 thôi. Em nhớ giá nên em sẽ bổ sung cho anh em tiện.
10 triệu 500. Rồi. 1993-994. Chiếc bên trong là yên rời thì giá là 12 năm. Yên đầu tư quả yên cắt ngăn ra, độ lên yên gọi là yên 82. Con DD này là 10 triệu 500 nhé. Con trong kia là 12 triệu 500 ạ. Và những chiếc xe 82 bên em vẫn còn. Xin sơn nhỉ. Đấy, 81 đầu vanh kia thì có 6-7 triệu thôi. Vô Win, cùng rẻ. Win đây vẫn còn nhanh ạ. Anh Đặng Thuận có SH150 nào không? Có anh ạ, anh cho em biết luôn cả đời nào anh nhé. Cho xem SH cao màu mận chín đi. Chắc là tốt. Ở bên ngoài anh ạ. Viên. Gửi gảy cho anh nhé anh em nhé. 82 vẫn còn 82 đấy ạ. Rất là nhiều nhé anh em nhé. 81 đầu vanh. Đấy, màu xanh đỏ tím vàng đây, con này vàng đây. Min, min ra vẫn còn nhỉ anh em nhỉ? Vẫn còn mà. Em ơi, con min này đi. Min rồi một su GZ đây. Anh em nhiều anh em hỏi lắm nhưng mà. Su GZ hôm qua có người cọc rồi mà nhỉ. Đấy, anh em hỏi chốt cọc để giữ cọc nhưng rồi anh em lại không đến với bạn ấy. Ừ, con Honda. Con City à? City còn không? City em đúng rồi ạ, Honda City em nhớ là cũng mới làm xong nhưng mà lại chưa lên, anh có thể hỏi lại bạn online. Bên em có một con Honda City giá rất hợp lý. Con Win đỏ kia của em là 13 triệu 500 nhé anh nhé. Rất hợp lý. Cho em xem là Rim Thái khoảng 15 triệu. Rim bên nhà bên. Bên nhà bên còn một chiếc chính xác. Rim 99 máy nguyên không Hoàng Dung, anh Tuấn Hoàng 99 là con nào nhỉ? Không. Có con đấy xếp báo là máy Rim mà. Đây người, anh quay đây đúng rồi, có sơn nhựa nhũ là chính xác. Đấy, chắc là chiều em quay bên rồi ốc đầu bò và ốc xe máy chính xác hôm đấy xếp em like con này là máy zin đúng không? Bản thân là em cũng đã từng xem chiếc này buổi tối nhưng mà thôi cũng do tay em mua đuối hơn nên là không vào việc được thì ngày hôm sau sếp mới mua được đấy là chiếc này. Anh Hoàng Tráng xem thợ bên em Hoàng Tráng xem con này có ok không? Làm con gì anh có thể kiểm tra nhá. Hàng đúng rồi, buổi tối hôm trước em cũng là xem rồi. Hàng con Minh có bao nhiêu tiền anh? Con này mua của anh Ngọc. Em kiểm tra xem con này bao tiền. 20S7 6827. Em xin phép là không nổ cho em trong này nha anh em nhé. Không nổ trong này nó khói mù lên, nó báo động rung cả nhà luôn. Nó báo động có bao khói mà. Nó có khói. Rồi. Rồi. Em kiểm tra cái con Win này trước xếp like như là 10 triệu đúng không anh em nhỉ? Em nhớ mang máng là xếp like là 10 triệu 500 hay là 10 triệu gì đó. Thôi em cứ chốt anh em mình ở trên like này là 10 triệu 500 nhá. Nếu anh em nào có nhu cầu kiểm tra. Con này 10 triệu 500 ạ. Được rồi. Hàng min phở mà. Mốt lướt em ơi, anh Khánh. Đây anh. Đấy. 2022. Anh Hải Phạm ơi, Win đỏ là 13 triệu 500 nhé. Simson bao nhiêu tiền? Simson 20, em đang bán. Nọ sếp đồng ý bán cho 22 rồi đúng không? Anh em nào xem like em mong muốn mà mua 25 màu, bán 25. Màu xanh rất là đẹp. Em bây giờ sếp xuống là còn có 22 triệu thôi. Rồi. Còn Win đấy, màu đỏ là đi 33 triệu 500. Xe SH 2016 150 đi cửa hàng anh Trần tầm khoảng 54 triệu nhá anh nhá. Giá em cũng báo luôn được. Đang vẫn còn rất là nhiều anh em đang xem này. Con Dream bao nhiêu nhỉ? Anh ơi con này 16 triệu 500 đúng không em? Đây để em kiểm tra xem cái giá vào hôm nay anh em có dọn thêm không thôi. Cho em một xíu nhá 99T2 4649. Đấy, một chiếc Dream Việt Nam nhá mọi người nhá. Máy zin đúng không em? Vâng, máy là zin. Con zin hình là có rồi, tương đối. Anh Nguy, 19 triệu 500, dọn đẹp chắc là anh em 16 triệu 500 chắc 16 là anh em. 16 triệu 500. Hỗ trợ thêm 300 nữa tiền dọn anh em 16 triệu 800. Vì tiền đồ ngày hôm nay em cũng chưa cập nhật được. Chưa bao dọn anh nhá. Đây là xe vừa dọn. Đấy, cũng phải báo cáo anh em là có lau xi tẩy hay là sơn vào thêm vị trí nào. Đấy, nhìn cũng tương đối, anh em cân đối chân nan này. Đấy. Xe Dream Việt 2009 giá bao nhiêu? 2009 à? Để em nhìn xem có con nào. Xe gì ạ? Dream Việt. Không còn ạ. Có một chiếc biển 98/2010 à? Vâng. 98 này hay. Có một chiếc biển 26 này. Min bao nhiêu tiền anh Quang? 10 triệu 500 anh ơi. 10 triệu 500 anh ơi. Vâng. Anh Đình Thái, con Dream biển 99/15 chốt được không? Không anh ạ. Giá 16 triệu 800 tại vì hôm vừa rồi bán 16,5 cộng 300 tiền dọn nữa, hiện đã lên cửa hàng rồi là cho em xin 300 tiền dọn nha anh em nhé. Vâng. Sugar bao nhiêu anh Nam Khánh? 15 triệu 500. 16 hay 15? Em xuống còn 15 năm hôm buổi like gần 15 triệu 500 nhanh Nam Khánh nhá. Sugar và con Min kia 10 triệu 500 ạ. Đấy các bạn, anh em có thể liên hệ trực tiếp với các bạn nhân viên bên em. Em sẽ đọc comment hiện tại đang rất là đông anh em. Vâng. Ấn 700 anh em đang xem bên này. Thường Đỗ là Xuân em, Liêm. Em cũng thấy các anh em sẽ xem lùi về trưa. Chắc là buổi sau chị em mình Suki sẽ like lùi lại. Suki Nam bao nhiêu tiền? Đấy, 15 triệu 500 anh ạ. Anh có ra Dream Thái không anh? Anh Hoàng Tráng có mà, em vẫn like chiếc đẹp là 53. Dream đó máy zin không? Anh thích thiện nguyện con Dream biển 99. Đúng rồi, là máy zin ạ. Máy zin anh ơi. Hình thức có sơn xi dọn đẹp anh nhá. Mua đi, mua đi Tết xe.
Sao lại lên đấy? Đúng rồi anh, với các dòng xe ga SH Vision anh Black, tô sắc. Em nghĩ là sẽ lên. Đang bảo là em ơi cho anh xem con Simpson. Rồi ok anh, em quay nốt con Simpson cho anh chi tiết lại nhá. Một con Simpson rất là đẹp ạ, rất là tươi. Một anh em nào mà đúng quán cà phê cổ, thực ra đang yêu thích một cà phê. Thực sự ra là em cực kỳ là thích một quán cà phê rộng, nhưng mà kinh tế nó chưa cho phép nhiều để, hoặc là chưa có thời gian nhiều để em mở quán cà phê thôi. Em cũng thích có đồ cổ để kê trong nhà. Đấy anh em nhìn một chiếc hiện tại em đang bán ra với giá là 23 triệu nha anh em nhé. Simpson, đấy màu xanh đu đủ. Ngày xưa một thời em đi, em tập được xe này. Đấy, rất là đẹp đều nha anh em nhé. 23 triệu đồ vẫn còn zin đấy ạ. Đấy anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với các bạn bên em. Dung dợn này, trong nhà nó toát mồ hôi anh em ạ. Nóng, nói một chút nó có năng lượng, nó nóng mọi người ạ. Chắc là có lẽ là hai chị em xin phép được xuống live đây. Đấy, hiện tại những dòng xe bên em thì em cũng sẽ quay một vòng lại nữa cho anh em. Đấy, xin phép là chào tất cả anh em. Anh ơi cho em xin một vòng đi. Chào tất cả các anh em nhé. Ok, anh ơi cho em một vòng. Đấy, anh em nào có nhu cầu mà mua những cái dòng gì em xuống đi, em xuống trước. Nhưng mua những dòng xe gì thì có thể liên hệ trực tiếp bên em nhé. SH1 này, SH cao này, SH nhập khẩu này. Đấy, 150, 125. Những cái bản Sport bên em có đầy đủ ở đợt Việt Nam. Rồi đi Thái, đấy, rất là nhiều những dòng xe anh em nhé. Còn rất là nhiều những cái dòng xe, anh ơi đây. Còn rất là nhiều những cái dòng xe Lead, Vision và những dòng thể thao bên nhà 62, 64, những dòng xe Way. Đang chào đón tất cả anh em, mong tất cả anh em nếu mà có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với các bạn nhân viên bên em. Hoặc anh em có thể qua trực tiếp địa chỉ số 52 phố Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội. Anh em có qua trụ sở chính bên em nhé mọi người nhé. Bên em, nhân viên bên em là có cái thẻ đeo tên ở đây. Đấy, và bên xe máy Hoàng Kiên là có thẻ tên luôn. Anh em yên tâm là không bị cứ vào bên em là có thẻ tên là anh em vào, còn không có là mọi người đừng vào nhé. Nhiều khi là anh em quá là hay có cái mũ bên đầu nó là như vậy đấy ạ. Vâng, em gửi lời cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người một buổi trưa an lành, chúc mọi người buổi trưa ngon miệng nha. Xin chào tất cả mọi người.